Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 223. Nói xong, nàng ta nhìn ra xa, sau đó nói, ngươi ở đây ngồi tu luyện, tiến vào trạng thái thả lỏng, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan cười cười, sau đó xoay người rời khỏi tiểu tháp. Trong tháp, Diệp Huyên xoay người nhìn về phía biển xa xa, sau một hồi lâu, hắn từ từ nhắm mắt lại. Tịnh khí. Ngưng thần. Dần dần, Diệp Huyên bắt đầu thả lỏng bản thân. Ngoài tiểu tháp, kinh đô. Tần Quan đến bên bờ biển, Tiểu Yêu đã đang chờ ở đó. Tần Quan nhìn Tiểu Yêu, đã chuẩn bị xong chưa? Tiểu Yêu gật đầu, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Tần Quan gật đầu. Lúc này, Ám Quân, cũng chính là Ám U, xuất hiện trước mặt Tần Quan. Ám Quân trầm giọng nói, các chủ, đám cường giả đại sở đã đuổi đến vũ trụ quan huyên. Tần Quan nhíu mày, đến vũ trụ quan huyên. Ám Quân gật đầu, theo ta điều tra biết được, đại sở bởi vì vô biên chủ đã rời khỏi vũ trụ vô biên, nên hiện tại bọn họ muốn chiếm lấy vũ trụ quan huyên, đặc biệt là tiên bảo các của chúng ta. Lần này bọn họ đến chính là muốn cướp tiền tài. Tần Quan hỏi, bọn họ đã đến bao nhiêu người? Ám Quân trầm giọng nói, chỉ có 10 người, cầm đầu là một gã không cảnh, mà 9 người còn lại đều là vô kiếp cảnh. Nghe vậy, Tần Quan lắc đầu cười. Ám Quân khẽ hành lễ, sau đó lùi sang một bên. Đến vũ trụ quan huyên. Hiện tại vũ trụ quan huyên do ai trấn giữ? Thanh Khâu. Thanh Khâu trấn giữ hậu viện của Diệp Huyên, trong thiên địa này, ai có thể đến tiêu diệt vũ trụ quan huyên? Tần Quan nói, mặc kệ bọn họ. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi, Tiểu Yêu, đi theo ta. Tiểu Yêu vội vàng đi theo. Tại chỗ, Ám Quân lặng lẽ biến mất. Vũ trụ quan huyên. Tuy rằng Diệp Huyên đã rời đi, nhưng hiện tại vũ trụ quan huyên lại phát triển vô cùng nhanh chóng, hơn nữa, còn càng ngày càng phồn hoa. Trong sân, Thanh Khâu ngồi ở một bên đọc sách. Ở trước mặt nàng ta cách đó không xa là An Lan Tú. An Lan Tú ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang tu luyện. Từ sau khi Diệp Huyên rời đi, An Lan Tú mỗi ngày đều theo Thanh Khâu tu luyện, mà dưới sự chỉ dẫn của Thanh Khâu, sự cải thiện của An Lan Tú cũng là rất lớn. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên từ một bên đi đến. Thanh Khâu nhìn thấy Mộ Niệm Niệm, buông bộ sách, sau đó nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, mỉm cười, Niệm Niệm cô nương. Đều sắp xếp xong hết rồi. Mộ Niệm Niệm gật đầu. Hiện tại nàng là thiên đạo chi chủ, quản lý tất cả thiên đạo ở vũ trụ quan huyên, mà bây giờ, nàng đã sắp xếp từng nơi cho những thiên đạo kia. Mỗi thế giới đều có một thiên đạo giám sát. Không phải giám sát chúng sinh, mà là giám sát thư viện quan huyên. Hiện tại quy mô của thư viện quan huyên càng lúc càng lớn, điều Thanh Khâu và Diệp Huyên lo lắng nhất chính là nội bộ thư viện quan huyên mục nát. Bởi vậy, ngay từ ban đầu, bọn họ đã thành lập một viện giám sát, chuyên giám sát thư viện quan huyên, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bởi vậy, Thanh Khâu đã thành lập Thiên Đạo Viện, mà Mộ Niệm Niệm chính là viện chủ của Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện không giống những viện khác, bởi vì Thiên Đạo Viện không ở trong học viện, có thể nói là độc lập bên ngoài thư viện, hơn nữa phụ trách giám sát tất cả các viện của thư viện quan huyên. Nhưng, Thiên Đạo Viện chỉ có quyền giám sát, không có quyền tham dự. Mộ Niệm Niệm ngồi trước mặt Thanh Khâu, cười nói, Thanh Khâu cô nương, hiện tại vũ trụ quan huyên phát triển rất nhanh, không bao lâu nữa, một loại trật tự mới sẽ được thành lập, đến lúc đó, cả vũ trụ quan huyên sẽ không giống với những vũ trụ khác trong vũ trụ mênh mông này. Thanh Khâu gật đầu, hy vọng như thế. Mộ Niệm Niệm cười nói, chuyện đã hoàn thành, ta cũng phải rời đi rồi. Thanh Khâu nhìn Mộ Niệm Niệm, rời đi. Mộ Niệm Niệm gật đầu, thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn, muốn ra ngoài nhìn xem. Thanh Khâu khẽ gật đầu, cũng phải. Vậy Niệm Niệm cô nương đi đường cẩn thận. Mộ Niệm Niệm đứng dậy, cười nói, Thanh Khâu cô nương cô cũng vậy. Nói xong, nàng đang chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, trên bầu trời thư viện quan huyên, hơn 10 hơi thở hùng mạnh thổi quét đến. Mộ Niệm Niệm nhăn mày, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở phía chân trời xuất hiện hơn 10 gã cường giả, người cầm đầu chính là một ông lão mặc áo bào đen. Đại sở.
Ông lão áo bào đen nhìn xuống phía dưới, nói là ai là người phụ trách thư viện Quan Huyên. Phía dưới, Thanh Khâu mỉm cười, là ta. Ông lão áo bào đen nhìn Thanh Khâu, đầu hàng, hoặc là chết, ngươi chọn đi. Thanh Khâu im lặng một lúc, sau đó nói, nếu ngươi nói như vậy, ta đây chỉ có thể khiến người không còn lời nào để nói. Thanh âm vừa dứt, suy, không hề có dấu hiệu báo trước, đầu ông lão áo bào đen trực tiếp bay ra ngoài. Phía dưới Thanh Khâu vẻ mặt bình tĩnh, ngoài ca ca của ta ra, không ai có thể ra vẻ ở trước mặt ta. Mọi người. Mấy tên cường giả đại sở đến cùng ông lão lập tức sững sờ. Bị giết trong giây lát. Đại lão đạt đến không cảnh minh tâm cứ như vậy mà bị giết rồi. Trong nháy mắt này, mấy cường giả đến cùng ông lão áo đen hoàn toàn ngơ ngác. Trong phút chốc, bọn họ không biết là nên trở về hay nên tiến lên. Một người trong số đó đột nhiên đứng ra, hắn ta căm tức nhìn Thanh Khâu, chúng ta là đại sở tinh vực Bỉ Ngạn. Xèo. Còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa trán hắn ta, thanh âm đột ngột im bặt. Thanh Khâu nhìn mấy người phía chân trời, ta chỉ biết ca ca của ta, người khác đều không quen biết. Nói xong, nàng ấy cũng chắp hai ngón tay chỉ một cái. Vèo. Trong nháy mắt, đầu của những người còn lại đồng thời bay ra ngoài. Thanh Khâu mở lòng bàn tay ra, một sợi kiếm quang rơi vào bàn tay nàng ấy rồi biến mất. Một bên, Mộ Niệm Niệm nhìn thoáng qua Thanh Khâu, cười nói, Thanh Khâu cô nương, kiếm đạo của cô mới là vô địch dưới chủ nhân của ba kiếm đứng đầu. Thanh Khâu mỉm cười, ta không thua kém bọn họ. Mộ Niệm Niệm hơi ngẩn người, sau đó giơ ngón tay cái lên, lợi hại lợi hại. Ha ha, Thanh Khâu cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng xoay người ngự kiếm bay đi, trực tiếp biến mất ở cuối tinh không. Thanh Khâu nhìn chỗ sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, Niệm Niệm cô nương, con người cô rất tốt. Nói xong, nàng mỉm cười, sau đó ngồi xuống một bên, tiếp tục đọc sách. Vũ trụ Quan Huyên là xào huyệt của Diệp Huyên, không ai có thể đến phá. Đại sở giới. Một người áo đen đột nhiên bước nhanh vào đại điện, người áo đen hành lễ thật sâu với sở nam ở phía trên, tộc trưởng, hồn bài của đám người cửu trưởng lão đã vỡ vụn rồi. Sở nam nheo mắt, bị giết rồi. Người áo đen gật đầu, vâng. Sở nam trầm lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói, xem ra, vũ trụ vô biên này vẫn có chút bản lĩnh đấy. Người áo đen trầm giọng nói, tộc trưởng, có cần điều tra bên đó một chút không? Sở nam vẻ mặt bình tĩnh, điều tra. Tuy rằng ông ta rất tự tin vào đại sở, nhưng vẫn phải cẩn thận mới giữ được thuyền đến vạn năm sao. Sao xuất phát từ câu cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm của trang tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kỹ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền. Người áo đen hơi hành lễ, sau đó lặng lẽ thối lui. Trong điện, sở nam nhăn mày lại, trong lòng ông ta đã dâng lên chút bất an. Cường giả đạt đến cấp bậc như ông ta, thật ra có thể cảm nhận thấy một vài nhân quả chưa biết, đương nhiên, nếu đối phương quá mạnh, ông ta sẽ không thể cảm nhận được. Ví dụ như, sự tồn tại có cấp bậc cao như vô biên chủ. Khi đối mặt với vô biên chủ, ông ta không thể cảm nhận thấy bất kỳ nhân quả nào, đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta lại kiêng dè vô biên chủ như vậy. Mà hiện tại, ông ta cảm thấy có chút bất an. Sự bất an này, ông ta không biết nguồn gốc từ đâu. Vũ trụ vô biết. Sở nam đứng dậy. Ông ta đi ra ngoài đại điện, ông ta nhìn về phía vũ trụ vô biên ở xa xa, khi ông ta nhìn vũ trụ vô biên, lại không cảm nhận thấy gì cả. Sở nam trầm lặng hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Ông ta vẫn là không yên tâm. Thân là tộc trưởng của bộ tộc, ông ta đương nhiên là phải cẩn thận. Một lát sau, sở nam đi đến cổ miếu. Nhìn thấy sở nam đến, cổ miếu nhiên là hoan nghênh. Mở rộng cửa miếu, đón sở nam vào. Sở nam đi đến một gian thiền phòng, bên trong thiền phòng có một lão tăng đang ngồi, chính là tăng âm trụ trì của cổ miếu. Sở nam chắp hai tay, tăng âm đại sư, người am hiểu quẻ tượng, mong người bói cho ta một quẻ. Tăng âm chắp tay lại, lấy ra một ống thẻ, sau đó nói, sở thí chủ, mời. Sở nam nhận lấy ống thẻ lắc lắc, rất nhanh, một que thẻ bay ra ngoài.
Tăng Âm nhìn thấy que thẻ kia, mí mắt nhất thời nhảy lên, nhưng ẩn giấu rất sâu. Sở Nam nhìn về phía Tăng Âm vẻ mặt bình tĩnh, sở thí chủ muốn hỏi điều gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở Nam nhìn thẳng vào Tăng Âm, tương lai của sở gia ta. Tăng Âm chắp hai tay lại, A-di-đà Phật, chúc mừng sở thí chủ, quẻ này đại cát, theo quẻ tượng cho thấy, sở gia có chủ nhân hiện thế, dẫn dắt sở gia vượt qua sự huy hoàng của tiên tổ sở gia năm đó. Nói xong, ông ta giơ ngón tay cái lên với sở Nam, đại sở, vô địch. Sở Nam hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, Tăng Âm đại sư, có thật không? Tăng Âm chắp hai tay, người xuất gia, không nói dối. Sở Nam cười ha ha, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi. Bên trong thiền phòng, Tăng Âm nhìn que thẻ trong tay, trầm lặng một hồi, sau đó nhẹ giọng nói, đại hung. Lúc này, trong đầu Tăng Âm, một giọng nói hung tợn đột nhiên xuất hiện, lão bất tử, người xuất gia lấy lòng từ bi làm căn, lòng từ bi của ngươi đâu? Tăng Âm vẻ mặt bình tĩnh, liên quan gì đến ta? Giọng nói kia lạnh lùng, rõ ràng đại hung, ngươi lại lừa ông ta là đại cát. Cái này gọi là không liên quan đến ngươi. Tăng Âm từ từ nhắm mắt lại, nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, của miếu ta mới có thể xuất đầu. Giọng nói kia, dối trá. Tăng Âm mỉm cười, vô cùng hòa nhã, chuyện năm đó đại sở ép sư tổ cổ miếu ta tự sát trước núi, ngươi đã quên rồi sao? Giọng nói kia im lặng. Tăng Âm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ra xa bên ngoài núi, nhẹ giọng nói, phàm là thế lực ở tinh vực Bỉ Ngạn, nghịch lại ý muốn của đại sở, thì có kết cục tốt không? Nói xong, ông ta từ từ nhắm mắt lại, tất cả đều là nhân quả. Năm đó đại sở ép chết sư tổ cổ miếu ta, hôm nay, ta ngầm tính kế đại sở. Thật sự có thể nói là nhân quả tuần hoàn, không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. A-di-đà Phật. Kinh đô. Tần Quan đứng ở bờ biển, gió biển thổi lại, mái tóc của nàng ta bị thổi bay bồng bềnh, hai tay nàng ta chắp sau lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi đến bên cạnh nàng ta. Diệp Huyên. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, khóe miệng khẽ nhấc lên, khung cảnh minh tâm. Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan miệng cười nở rộng, diệt đại sở. Nói xong, nàng ta đột nhiên búng tay một cái. Nhìn thấy cái búng tay này, Diệp Huyên nheo mắt, Thanh Khâu nha đầu kia rất thích búng tay. Một cái búng tay một cảnh giới. Đúng lúc này, mặt biển xa xa kia đột nhiên sục sôi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía vùng biển trước mặt, mặt biển vô tận cuồn cuộn tựa như nước sục sôi, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Đúng lúc này, mặt biển đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một cột trụ khổng lồ từ từ nhô lên, mà lúc này, trên bầu trời kinh đô xuất hiện một vô số lỗ ống kính màu xanh pha lê, những lỗ ống kính này chuyển động cực nhanh, từng luồng linh khí khủng bố không ngừng trào ra, cuối cùng hội tụ lại vào trong cột trụ kia. Rất nhanh, cột trụ chậm chậm bay ra khỏi mặt nước. Dài trăm vạn trượng. Một cảm giác áp bách đập vào mặt. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đây là... Tần Quan giơ tay vuốt mái tóc bên tai bị gió thổi bay, nhẹ giọng nói, Chu Thần. Bên trong nó chứa hàng chục tỷ loại trận pháp công kích, những trận pháp này hỗ trợ lẫn nhau, nếu vận hành chúng cùng lúc, sẽ sinh ra hiệu ứng nấu chảy vật chất, bởi vậy, uy lực của mỗi một loại trận pháp sẽ gia tăng mấy trăm lần. Nói xong, nàng ta xoay người nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, tọa độ, tinh vực Bỉ Ngạn, đại sở giới. Đúng lúc này, Chu Thần kia đột nhiên phóng lên cao, lập tức biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Tần Quan đột nhiên nhẹ giọng nói, thật ra, tất cả mọi người đều cho rằng ta tu về khoa học kỹ thuật, đương nhiên, điều này cũng không sai, nhưng mà, điều mọi người không biết là, một vài tri thức đạo pháp của chính vũ trụ này đã rất lợi hại, mặc kệ là đạo pháp trận của ngươi hay Chu Thần này của ta, thứ chúng vận dụng thực ra là tri thức của vũ trụ này, chẳng qua, ta đã làm cho chúng mạnh lên. Nói xong, nàng ta mỉm cười, kỳ thực, giống như những gì Thanh Nhi cô nương nói, khoa học kỹ thuật và thần đạo, vốn là một đạo. Điểm khác nhau duy nhất là, thần đạo tu luyện tự thân, khoa học kỹ thuật tu luyện vật ngoài thân. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, những lời Thanh Nhi cô nương nói ngày hôm đó, thật ra không chỉ là nói với ta, cũng là nói với ngươi.
thần đạo tu tự thân, khoa học kỹ thuật tu vật ngoài thân, cho nên, ngươi không cần kháng cự lại vật ngoài thân, biết không? Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó gật đầu, được. Tần Quan cười nói, ta cần ngươi giúp ta ngăn cản Sở Nam. Diệp Huyên mỉm cười, được. Diệp Huyên xoay người sẽ rời đi. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, ngươi thông minh như vậy, hẳn là biết ta vẫn luôn lợi dụng ngươi, đúng không? Diệp Huyên dừng bước chân, trầm lặng. Tần Quan mỉm cười, con người ngươi chính là dễ lừa, người khác tốt với ngươi một chút, ngươi sẽ bị người ta lừa. Diệp Huyên nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, Tần Quan, nếu ta đoán không nhầm, cô muốn dùng khoa học kỹ thuật nhảy ra khỏi giới hạn hiện hữu, không chịu sự giới hạn của chủ nhân bút đại đạo giống như chủ nhân của ba kiếm đứng đầu, đúng không? Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tần Quan, vì sao? Tần Quan im lặng. Diệp Huyên mỉm cười, được, ta không hỏi. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, ngươi không giận ta lợi dụng ngươi sao? Diệp Huyên hỏi lại, chúng ta có phải bạn bè không? Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên cười nói, ta luôn tiêu tiền của cô, chẳng phải cũng là lợi dụng cô sao? Tần Quan nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười nói, có lẽ lúc mới đầu chúng ta đều là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng hiện tại, chúng ta là bạn. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà đi, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối tinh không. Tần Quan nhìn nơi sâu trong tinh không xa xa kia, trầm lặng hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói, cha, rồi sẽ có một ngày, con đứng ở trước mặt chủ nhân bút đại đạo, bắt y tự mình hồi sinh người, để cha đoàn tụ với mẹ. Tinh vực bỉ ngạn. Đột nhiên, cả tinh vực bỉ ngạn sục sôi, cuồn cuộn tựa như thủy triều. Cả tinh vực bỉ ngạn khiếp sợ, tất cả mọi người cùng xoay người nhìn về phương Bắc, rất nhanh, mọi người thấy cột trụ khổng lồ toàn thân bốc lên ngọn lửa xé rách thời không, bay về phía đại sở giới. Có người đang công kích đại sở, mọi người chấn động, đại sở giới. Trong điện, Sở Nam dường như cảm ứng thấy điều gì, đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, ông ta đã ở trên bầu trời đại sở giới. Ông ta ngẩng đầu nhìn đi, trong mắt đầy vẻ kinh sợ. Mà giờ phút này, trong đại sở giới, vô số cường giả đều đang nhìn cột chu thần ở chỗ sâu trong tinh không kia. Tất cả mọi người cảm nhận thấy mùi vị của sự chết chóc. Vẻ mặt của Sở Nam nghiêm trọng chưa từng có. Ông ta biết, nếu thứ này rơi xuống, cả đại sở giới đều sẽ hóa thành hư vô. Sở Nam đột nhiên gầm lên, khởi động tất cả trận pháp phòng ngự. Ầm vang. Trong nháy mắt, trong cả đại sở giới, tất cả trận pháp phòng ngự đều được khởi động. Sở Nam nhìn chu thần sắp bay đến bầu trời đại sở giới, trong mắt hiện lên sự dữ tợn, ông mở lòng bàn tay ra, một chiếc lá xuất hiện ở trong tay ông ta, mà đúng lúc này, cách đó không xa, thời không đột nhiên vỡ ra, một người đàn ông chậm chậm đi ra. Người đến chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Sở Nam tay cầm chiếc lá, mỉm cười, tại hạ Diệp Huyên. Đặc biệt đến lấy đầu trên cổ các hạ. Lấy đầu các hạ. Nghe Diệp Huyên nói vậy, Sở Nam liền lộ ra vẻ mặt dữ tợn, chỉ thẳng vào Diệp Huyên, ngươi là cái thá gì mà đòi khiêu chiến ta. Vừa dứt lời, trong tay ông ta liền bắn ra một chiếc lá, chém thẳng về phía Diệp Huyên hệt như một mũi phi đao sắc bén. Ở nơi xa, Diệp Huyên khẽ nheo mắt, sau đó bất chợt lao về phía trước, rút kiếm ra chém xuống. Quỳnh. Nhát kiếm chém thẳng vào chiếc lá khiến nó nứt ra nhưng chưa bị tiêu hủy. Không chỉ vậy, luồng sức mạnh khủng khiếp vẫn đang không ngừng công kích kiếm thanh huyên của Diệp Huyên. Ánh mắt Diệp Huyên lóe lên vẻ hung ác, hai tay giữ chặt kiếm thanh huyên đột nhiên đẩy về phía trước. Hành động đó của hắn khiến phiến lá kia vỡ vụn hoàn toàn, sau đó biến mất. Diệp Huyên lùi nhanh lại đến cả trăm trượng. Ở nơi xa. Trong mắt Sở Nam lóe lên vẻ kinh ngạc, không cảnh minh tâm. Quả thật lúc này trong lòng ông ta khiếp sợ không thôi. Ông ta không ngờ cách đây không lâu Diệp Huyên mới chỉ là thần kiếp cảnh mà giờ đã đạt tới không cảnh minh tâm. Tốc độ quá nhanh. Sở Nam tập trung tinh thần, nâng cao cảnh giác. Ông ta cũng không dám coi thường bất cứ ai, đặc biệt là loại thiên tài vô cùng yêu nghiệt, bởi vì bọn họ thường có thực lực chiến đấu vượt cấp, giống như Sở Thiên vậy. Trong lúc ông ta đang kinh ngạc thì khối chu thần kia đã tiến vào trong đại sở giới,
vô số trận pháp đều không chống đỡ nổi trước nó, vừa chạm nhẹ đã bị hủy. Một luồng sức mạnh có thể hủy diệt trời đất lập tức bao phủ khắp nơi. Ở bên dưới, trong mắt đám cường giả đại sở ngập tràn hoảng sợ. Tuyệt vọng. Giờ phút này, bọn họ đột nhiên cảm nhận được sự tuyệt vọng. Bởi vì lý trí mách bảo bọn họ rằng họ không thể ngăn cản được luồng sức mạnh khủng khiếp kia. Trong mắt Sở Nam lóe lên vẻ hung ác, tất cả rút lui. Nhận được mệnh lệnh, tất cả cường giả trong đại sở giới lập tức bỏ chạy tán loạn tứ phía. Còn Sở Nam thì xoay tay lại muốn đoạt lấy khối chu thần kia. Đúng lúc này, có ánh kiếm bỗng nhiên chém thẳng tới trước mặt ông ta. Sở Nam tức giận gầm lên, cút. Vừa dứt lời, ông ta đột ngột quay người, đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn ẩn chứa vô vàn sức mạnh vũ trụ. Diệp Huyên không dám coi thường, lập tức thúc giục trận pháp đạo và trận pháp tam sinh trong kiếm Thanh Huyên, ngoài ra còn sử dụng cả sức mạnh huyết mạch và kiếm ý nhân gian, cộng thêm sát na vô địch. Dồn hết toàn lực vào một kiếm. Hắn từng gặp phải cường giả phá tâm cảnh đỉnh cao kiểu này, bởi vậy hoàn toàn không dám coi nhẹ, ông ta biết nếu như chủ quan thì rất có thể sẽ mất mạng. Cả hai cứng rắn đối chọi nhau. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ vang rền trời, kiếm quang nổ tung khắp nơi, Diệp Huyên nhanh chóng lùi lại đến cả nghìn trượng. Đến lúc dừng lại được thì tay phải đã rạn nứt. Chiêu thức ấy khiến hắn ở vào thế yếu hơn. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngự kiếm bay lên, bỏ chạy. Bởi vì khối chu thần kia đã rơi xuống rồi. Lúc nhìn thấy nó rơi xuống, Sở Nam chừng căng cả mí mắt như sắp rách, ông ta không để ý đến khối chu thần mà vươn tay phải quơ về phía Diệp Huyên muốn bỏ chạy, để mạng ngươi lại chôn cùng lão phu. Không gian chỗ Diệp Huyên đột nhiên nứt vỡ, sức mạnh khủng khiếp từ bốn phía ào ào ập tới chỗ hắn, cứ thế kìm chân Diệp Huyên lại. Lúc này, khối chu thần kia đã rơi xuống. Một đám mây hình nấm khổng lồ lên đến mấy chục triệu dặm thình lình từ trong đại sở giới phóng thẳng lên trời. Uỳnh. Chỉ trong chớp mắt, cả đại sở giới hóa thành hư vô, không những vậy, tinh không bên trên đại sở giới cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. Cả tinh vực Bỉ Ngạn phát ra tiếng động khủng khiếp, vô số thời không vỡ vụn. Động đất. Trong tinh vực Bỉ Ngạn, vô số cường giả đều hoảng hốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở miếu cổ, trên đỉnh núi, Chư Tăng trong miếu nhìn về phía đại sở giới, lúc thấy được đám mây hình nấm khổng lồ liền chắp tay trước ngực, khẽ nói, đám mây thật lớn. Lúc này đây, cả đại sở giới đã bị xóa bỏ. Bên trong không gian đen kịt một màu, Sở Nam hoang mang nhìn khắp bốn phía. Lúc này khóe miệng ông ta rỉ máu, khắp người đều là vết thương. Cú nổ vừa nãy đã khiến ông ta bị trọng thương. Đến cả ông ta còn bị thương nặng như thế, còn nói gì đến những người khác trong đại sở tộc. Lúc này, một lão già áo đen bị trọng thương đột nhiên xuất hiện bên cạnh Sở Nam, run run nói, tộc trưởng, chỉ có 36 người chạy thoát, số còn lại. Nghe xong báo cáo, sắc mặt Sở Nam lập tức trắng bệch. Dường như nghĩ tới gì đó, Sở Nam ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở nơi ấy, Diệp Huyên đang đứng thẳng giữa tinh không tĩnh mịch. Không ngờ kẻ này vẫn còn sống. Lúc luồng sức mạnh kia nổ tung, hắn không chỉ sử dụng giáp quan huyên, mà còn biến kiếm Thanh Huyên thành vỏ kiếm bao quanh thân mình. Quan trọng nhất là hắn còn thi triển cả sát na vô địch, để bản thân ở vào trạng thái vô địch trong khoảnh khắc đó. Bởi vậy hắn không hề bị tổn hại chút nào. Thấy Diệp Huyên vẫn rất hoàn hảo, sắc mặt Sở Nam lập tức trở nên dữ tợn, ông ta nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt căm tức, đáng chết. Ngươi đáng chết. Sau đó, ông ta bỗng nhiên nhảy bật lên, đánh ra một quyền về phía Diệp Huyên. Ông ta vừa đánh xong quyền kia, không gian hoàn toàn tĩnh mịch bỗng sôi trào. Diệp Huyên khẽ nheo mắt, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại, sức mạnh huyết mạch và kiếm ý nhân gian cuồn cuộn bên trong cơ thể. Tiếp đó, hắn bước lên trước một bước, chém xuống một kiếm. Trên thân kiếm Thanh Huyên đang có hai loại trận pháp được vận hành. Diệp Huyên vừa chém ra một kiếm, luồng sức mạnh có thể hủy diệt trời đất liền tràn ra từ trong kiếm Thanh Huyên của hắn. Mà vào giây phút hai luồng sức mạnh tiếp xúc với nhau. Vô số kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc ấy,
Sở Nam bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn với tốc độ cực nhanh, sau đó chỉ thẳng vào giữa trán Diệp Huyên. Đồng tử của Diệp Huyên hơi co lại, hắn đang muốn rút kiếm thì đúng lúc này lại cảm nhận được dường như động tác của Sở Nam chậm hẳn. Diệp Huyên thoáng kinh hãi trong lòng, thầm nói không ổn, vội vàng chém xuống một kiếm, có điều lại chậm mất, vì đòn tấn công Sở Nam đã áp sát trán hắn. Ầm ầm, chi trong giây lát mà Diệp Huyên đã lùi nhanh lại cả chục vạn trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại được thì, giáp. Giáp quan Huyên vô cùng rắn chắc trên người hắn đã vỡ. Lúc này, Sở Nam lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên thêm lần nữa, Diệp Huyên có thể ngửi thấy mùi vị của sự chết chóc. Khi đối đầu với cường giả phá tâm cảnh, thứ mà ngươi phải đối mặt không phải một người mà là toàn bộ vũ trụ. Bởi vì đối phương có thể không ngừng nhận được năng lượng vô tận trong vũ trụ mà chẳng hề bị phản phệ chút gì. Đó chính là phá tâm cảnh. Cả tinh vực Bỉ Ngạn hiện giờ chỉ có duy nhất một phá tâm cảnh. Sở Nam nhìn Diệp Huyên gần mình trong gang tấc, lộ ra vẻ mặt dữ tợn, chết đi. Sau câu nói đó, ông ta chỉ thẳng vào giữa trán Diệp Huyên. Áo giáp quan Huyên đã chặn lại phần lớn sức mạnh từ cái chỉ tay trước đó của Sở Nam thay Diệp Huyên, nhưng hiện giờ, giáp quan Huyên đã hỏng rồi. Chính trong thời khắc mấu chốt đó, Diệp Huyên đột nhiên sử dụng tâm pháp kim cương bất phôi thể. Ầm. Trong chớp mắt, cả thân thể của Diệp Huyên đã biến thành màu đỏ vàng. Cùng lúc đó, tay phải của hắn khẽ xoay một cái, lưỡi kiếm quét ngang, chém thẳng vào bụng Sở Nam. Hắn không trốn tránh, cũng chẳng phòng ngự, bởi vì đã không còn kịp nữa. Tốc độ của Sở Nam nhanh hơn hắn rất nhiều. Giờ phút này, hắn chỉ còn cách lấy mạng đổi mạng. Lúc này, ngón tay Sở Nam đã chỉ thẳng vào giữa trán Diệp Huyên, gần như cùng lúc, kiếm của Diệp Huyên cũng quét qua. Ầm. View, cả người Diệp Huyên lập tức bay thẳng ra ngoài, trong thời gian đó, kim quang trên người hắn cũng vỡ từng đoạn, thân thể của hắn cũng nứt ra từng chút, máu tươi bắn tóe. Sở Nam không đánh thêm chiêu gì nữa mà cúi đầu nhìn bụng mình, ở đó có một vết kiếm hằn sâu, máu tươi đang không ngừng trào ra từ trong cơ thể ông ta. Bị thương rồi. Sở Nam ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên mới bị đánh bay ra ngoài, trong mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Không cảnh. Mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng ông ta biết sự khác biệt trong đó xa vời đến mức nào, chẳng khác gì khoảng cách giữa trời và đất. Có thể nói hai cảnh giới phải chênh lệch ít nhất vài chục lần. Lúc trước ông ta đánh bừa cũng có thể giết chết được cường giả không cảnh minh tâm trong chớp nhoáng, còn giờ phút này, ông ta chẳng những không làm được mà còn bị đối phương chém bị thương. Sở Nam nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tuy là kẻ địch nhưng ông ta buộc phải thừa nhận rằng thanh niên trước mặt mình quả thật rất xuất sắc. Nhưng càng như vậy thì đối phương lại càng đáng chết. Sở dĩ đại sở có thể xưng bá khắp tinh vực Bỉ Ngạn chính và đại sở luôn tiêu diệt hết kẻ địch tiềm ẩn ngay từ trong trứng nước. Cứ hễ không phải thiên tài và yêu nghiệt thuộc đại sở, cứ hễ là người quá mức xuất chúng thì đều đáng chết cả. Sở Nam nhìn về phía Diệp Huyên ở đằng xa, tay phải của ông ta ấn vào bụng mình, sau đó kiếm khí trực tiếp bị ép từ trong cơ thể ông ta ra ngoài. Đó chính là kiếm khí mà vừa nãy Diệp Huyên dùng kiếm Thanh Huyên chém trúng người ông ta, muốn phá hủy sự sống trong cơ thể ông ta. Sau khi ép kiếm khí ra ngoài, Sở Nam lại nhìn Diệp Huyên ở phía xa, lúc này cả người Diệp Huyên toàn máu là máu, tuy thân thể không nổ tung nhưng cũng rạn nứt chẳng khác gì mạng nhện, chỉ cần chạm nhẹ là nát. Sở Nam nhìn Diệp Huyên, hôm nay ngươi đã giết vô số tộc nhân của đại sở ta, hủy đi gốc rễ của đại sở, ngày mai ta sẽ giết hết người trong vũ trụ quan Huyên của ngươi. Ta muốn lấy đầu bọn chúng để tế cúng tộc nhân đại sở đã chết. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất. Phiêu tương đương. Một phần không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên vỡ ra, Sở Nam xuất hiện ở đó, một lần nữa chỉ thẳng vào giữa trán Diệp Huyên. Thấy động tác của ông ta, đồng tử của Diệp Huyên bỗng co nhỏ như đầu kim, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Bình tĩnh. Giờ phút đối mặt với tử vong như thế này, trái lại hắn còn bình tĩnh hơn. Gọi cứu viện. Tất nhiên là hắn có thể làm vậy. Nhưng hắn lại không muốn làm. Nếu đối phương đánh hội đồng hắn, hoặc nếu đối phương có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự gọi người tới giúp. Nhưng đối phương đâu có đánh hội đồng, hơn thế ông ta cũng chỉ cao hơn Diệp Huyên hắn một cấp. Hắn không muốn.
Nếu cha hắn đã từng khiêu chiến vượt cấp, vậy thì tại sao hắn lại không làm được? Nghĩ tới đây, Diệp Huyên đột nhiên tức giận thét lên, huyết mạch điên cuồng phun trào khắp cơ thể, cùng lúc đó, linh hồn và thân thể hắn cũng trực tiếp bốc cháy. Thiêu linh hồn. Thiêu thân thể. Thế nào thì được gọi là chiêu kiếm mạnh nhất? Đó là dốc hết tất cả. Trước đây hắn chưa từng làm vậy, thế nên tới tận lúc này hắn cũng không biết cực hạn của bản thân là gì. Giờ phút này, hắn dùng toàn lực để chém ra một kiếm. Sau chiêu kiếm ấy, sống chết có số, tương lai phụ thuộc vào ông trời. Nếu thắng, hắn vui mừng. Còn nếu bại, hắn cũng chấp nhận. Cả đời này một người có thể dốc hết toàn lực. Giờ phút này, hắn dốc hết rồi. Đúng lúc này, sức mạnh huyết mạch bên trong cơ thể Diệp Huyên sôi sục mãnh liệt, sau đó chúng lập tức phát sinh biến chất. Sâu trong tinh không thăm thẳm vô tận, một người đàn ông mặc trường bào màu xanh đột nhiên ngừng bước, y nhìn thân thể mình, giờ phút này, huyết mạch của y lại đang được thôi thúc. Người phụ nữ áo bào tím ở bên cạnh quay sang nhìn người đàn ông áo xanh, sao thế? Người đàn ông áo xanh trầm mặc một lát rồi mỉm cười, bất khuất. Nhóc con kia trưởng thành rồi. Ha ha, bất khuất phong ma, cuối cùng thằng bé cũng kích hoạt được huyết mạch thực thụ của ta. Sau đó, y giữ chặt tay của người phụ nữ áo bào tím, cười to, cả đời này của ta, gặp mạnh thì mạnh, cho dù dùng cạn đến giọt máu cuối cùng thì cũng chưa từng khuất phục. Thế nào là phong, thế nào là ma, thật ra chính là bất khuất, ta không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai. Người phụ nữ áo bào tím nói khẽ, thằng bé kích hoạt được rồi. Người đàn ông áo xanh vô cùng vui mừng, đúng vậy. Người phụ nữ áo bào tím nói khẽ, thằng bé vừa gặp khó khăn thì thiên mệnh liền xuất hiện giúp đỡ, còn ông lại không xuất hiện, ông. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, suy nghĩ của thiên mệnh và ta khác biệt, thiên mệnh muốn bảo vệ thằng bé cả đời, còn ta lại mong thằng bé có thể tự bảo vệ mình cả đời. Sau đó y quay sang nhìn người phụ nữ áo bào tím, mỉm cười, người khác vô địch và bản thân vô địch không hề giống nhau. Người phụ nữ áo bào tím gật đầu, ừ. Người đàn ông áo xanh nói khẽ, người ta nói hổ phụ không sinh khuyển tử, tất nhiên ta mong thằng bé thành tài, còn hy vọng ngày nào đó thằng bé sẽ xuất sắc hơn cha mình, tất nhiên, làm được điều đó siêu khó, ha ha. Người phụ nữ áo tím lắc đầu cười, nhiều lúc thằng bé rơi vào đường cùng, ông không sợ thằng bé sẽ chết sao? Người đàn ông áo xanh ngạo nghễ cười, ai đủ khả năng giết con trai ta? Người phụ nữ áo tím liếc y một cái, cười khẽ. Thật ra cả người đàn ông của mình lẫn thiên mệnh kia đều rất yêu thương Diệp Huyên. Chỉ là cách thức thể hiện tình yêu thương đó của họ khác nhau mà thôi. Đại sở giới. Lúc Diệp Huyên dùng cạn sinh mệnh, huyết mạch của hắn bỗng nhiên biến chất. Bất khuất. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn kích hoạt được trạng thái bất khuất của huyết mạch phong ma. Mà trạng thái này mới là huyết mạch phong ma chân chính. Lúc làm việc tuyệt đối không khuất phục. Sau khi kích hoạt bất khuất, Diệp Huyên liền chém xuống một kiếm. Trước mặt Diệp Huyên, kiếm quang đỏ như máu đột nhiên bộc phát. Trong chớp mắt, Sở Nam ở đối diện Diệp Huyên đã nhanh chóng lùi lại 3.000 dặm. Lúc Sở Nam dừng lại được thì cánh tay của ông ta đã nổ tung. Sở Nam ngỡ ngàng. Không chỉ mình Sở Nam ngỡ ngàng mà đám cường giả đại sở có mặt cũng ngây ngốc. Sở Nam ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên tựa như huyết nhân đằng xa, trong mắt ngập tràn kinh hãi, ngươi, sao có thể? Ở nơi xa, linh hồn và thân thể của Diệp Huyên vẫn đang thiêu đốt hừng hực, không chỉ vậy, sức mạnh huyết mạch của hắn cũng đang bừng bừng sôi trào. Phong ma. Phong ma chân chính. Diệp Huyên cầm kiếm chậm rãi tiến về phía Sở Nam, mỗi bước đi trong không trung đều để lại một dấu chân đỏ như máu. Thấy Diệp Huyên đi tới, trong mắt Sở Nam lóe lên ánh sáng dữ tợn, tay trái của ông ta quờ về phía trước, sau đó bóp mạnh. Soạt. Một chiếc lá đột nhiên xuất hiện giữ kẽ tay, ông ta hơi dùng sức, phiến lá kia lập tức bắn thẳng ra ngoài. View. Chiếc lá nhanh chóng phi như bay về phía Diệp Huyên ở đằng xa. Diệp Huyên cả người đỏ như máu đột nhiên đâm ra một kiếm. Ầm ầm. Chiếc lá lao vút kia lập tức bị nhát kiếm của Diệp Huyên chém cho dừng lại, nhưng khác với khi trước, lần này Diệp Huyên không nhúc nhích tí nào.
Nhìn thấy vậy, Sở Nam khẽ nheo mắt, sao có thể? Lúc này, tay phải của Diệp Huyên đã xoay kiếm. Ầm. Chiếc lá ầm ầm vỡ vụn, sức mạnh cường đại đột ngột bộc phát, Diệp Huyên cũng đưa tay chém xuống một kiếm. Xoẹt. Trong giây lát, luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát đã hóa thành không khí. Ở nơi xa, vẻ mặt Sở Nam lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ông ta biết nguyên nhân của chuyện này. Dường như huyết mạch của Diệp Huyên đã biến dị. Đây là huyết mạch gì vậy? Uy lực mạnh đến mức đó sao? Trong lòng Sở Nam vô cùng khiếp hãi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí kia. Xoẹt. Một ánh kiếm đỏ như máu xé rách không trung lao vút tới. Ở nơi xa, đồng tử của Sở Nam bỗng nhiên co nhỏ, ông ta xông về phía trước, tay trái bỗng nhiên đấm ra một quyền. Giờ phút này, ông ta không dám giữ lại lá bài tẩy nào, dùng thân thể làm môi trường mà điên cuồng hấp thu sức mạnh vũ trụ vô tận. Uy lực của một quyền này mạnh hơn trước đó rất nhiều. Ầm ầm, kiếm quang màu máu nổ tung, Diệp Huyên và Sở Nam đồng thời lùi nhanh lại. Trong lúc lùi nhanh lại, đồng tử của Sở Nam bỗng nhiên co nhỏ, bởi vì ông ta nhận ra có một lưỡi kiếm đã lặng yên không tiếng động chạm ngay vào sau đầu mình. Trảm tương lai. Hơn nữa, lần này Diệp Huyên còn sử dụng trận pháp tam sinh. Sở Nam hoảng hốt trong lòng. Lưỡi kiếm kia xuất hiện một cách kỳ quái, trước đó Sở Nam không nhận ra bất cứ dấu hiệu gì, bởi vậy chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Có điều phản ứng của ông ta cũng khá nhanh, trong lúc lưỡi kiếm xuất hiện, ông ta đã xoay người quét ngang tay trái. Ầm. Kiếm thanh huyền chém vào cánh tay trái của Sở Nam, tay ông ta nhanh chóng rạn nứt. Đúng lúc này, Sở Nam xoay tay túm được kiếm thanh huyền, trong mắt lóe lên ánh sáng dữ tợn, xem lão phu phá nát kiếm của ngươi đây. Sau câu nói đó, tay trái của ông ta bỗng nhiên dồn sức. Sức mạnh vô cùng lớn. Bởi vì lúc này thân thể của ông ta đang tiếp nhận sức mạnh vũ trụ vô tận, ông ta vừa dồn sức vào tay thì cũng chẳng khác gì sức mạnh của cả vũ trụ tập hợp lại phá hủy kiếm thanh huyên. Trong lòng ông ta ngập tràn niềm tin. Nhưng chỉ trong giây lát, ông ta đã lập tức ngơ ngác. Ầm. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp đánh vào kiếm thanh huyên. Vậy mà thằng bé không hề hư hại chút nào. Khuôn mặt Sở Nam ngập tràn vẻ khó tin, đây. Lúc này, kiếm thanh huyên đột nhiên rung bần bật, sau đó thoát ra khỏi tay Sở Nam, bay về trong tay Diệp Huyên ở đằng xa. Sở Nam nhìn về phía Diệp Huyên đỏ như máu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, kiếm của ngươi là thứ gì? Diệp Huyên không hề nhiều lời mà lao thẳng về phía Sở Nam. Xoẹt! Kiếm quang phá vỡ hết thảy. Sở Nam nheo mắt, ông ta không dám chủ quan khi đối diện với nhát kiếm khủng khiếp kia của Diệp Huyên, lập tức xông lên trước, tay trái đột nhiên đấm ra một quyền. Đại đạo chí giản. Hiện giờ ông ta đã không cần dùng đến bất cứ ngoại vật nào hết. Tất nhiên nếu có thần vật kiểu như kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên thì ông ta vẫn sẽ dùng, tiếc là ông ta không có. Rất nhiều lúc ngoại vật mới là thứ tuyệt vời. Ầm ầm. Chỉ sau giây lát, Diệp Huyên và Sở Nam lại tiếp tục lao vào đánh nhau. Nhưng lần này, Diệp Huyên không rơi vào thế yếu hơn mà đánh ngang tay ngang sức. Chỉ trong chốc lát, Sở Nam đã dần rơi vào thế yếu hơn. Bởi vì Sở Nam bắt đầu e dè kiếm thanh huyên và hai loại trận pháp trên thanh kiếm của Diệp Huyên, ông ta căn bản không dám đỡ kiếm của Diệp Huyên. Hơn nữa, Diệp Huyên còn như thể uống thuốc tăng lực, càng đánh càng mạnh. Sắc mặt của Sở Nam vô cùng khó coi. Một lát sau, Sở Nam thay đổi chiến lược thành kéo dài thời gian. Ông ta có thể nhìn ra được hiện giờ Diệp Huyên đang tự tiêu hao sinh mạng của mình, chứ hắn vốn dĩ không phải đối thủ của ông ta, bởi vậy ông ta chỉ cần kéo dài thời gian thì Diệp Huyên sẽ dần hao hết sinh mệnh mà chết. Mà lúc này, thân thể lẫn linh hồn của Diệp Huyên cũng đang tan biến dần dần từng chút. Chính vào thời khắc mấu chốt ấy, không gian phía ra đột nhiên nứt toác, Tần Quan xuất hiện. Lúc nhìn thấy tình trạng của Diệp Huyên, sắc mặt Tần Quan lập tức biến đổi, nàng ta tức giận cất lời, động thủ. Sau câu nói đó, mấy nghìn phi thuyền đột nhiên xuất hiện. Tần Quan chỉ về phía đám chủ nhân đại sở vẫn còn sống ở đằng xa, tức giận nói, nổ tung bọn chúng. Nhận được lệnh của Tần Quan, mấy nghìn phi thuyền đột nhiên bay lên, trên phi thuyền có vô số thần cơ hướng thẳng lên trời,
sau đó chĩa về phía cường giả đại sở mà bắn tên. Ở nơi xa, nhóm cường giả đại sở đều hoảng hốt, nhao nhao chặn lại. Ở một bên, sắc mặt Sở Nam hoàn toàn biến đổi, ông ta từ bỏ không đánh nhau với Diệp Huyên mà nhanh chóng bay đến trước mặt đám cường giả đại sở kia để giúp đỡ chặn công kích của thần cơ. Cường giả cấp cao của đại sở gần như đều tiến về cổ hoang cả rồi, nên hiện giờ người giỏi đánh nhau trong đại sở chính là tộc trưởng. Nếu như ông ta không chặn số phi thuyền kia lại thì tộc nhân của ông ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt sạch. Bởi vậy lúc này ông ta không thể lo thêm chỗ Diệp Huyên. Tần Quan đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn thẳng vào hắn, tiếp đó, Diệp Huyên đột nhiên chém ra một kiếm. Thấy vậy, đồng tử Tần Quan thoáng co lại, nàng ta nghĩ, nhóc con này còn dám chặt cả mình cơ à? Song vào lúc kiếm thanh huyên của Diệp Huyên chỉ còn cách đỉnh đầu Tần Quan chừng nửa tấc thì đã đột ngột ngừng lại. Diệp Huyên nhìn Tần Quan trước mặt, lát sau liền run giọng nói tiền. Tiền. Nếu giết chết cô gái trước mắt thì hắn sẽ không có tiền để dùng nữa. Tần Quan trừng mắt với Diệp Huyên, sau đó túm lấy tay phải của hắn rồi kéo hắn biến mất. Sau khi Tần Quan rời đi, số phi thuyền kia cũng nối gót đi theo. Sở Nam không hề đuổi theo. Lúc này, ông ta không dám làm vậy. Ông ta e dè Diệp Huyên, và còn e dè cô gái tên Tần Quan kia hơn. Diệp Huyên đánh nhau chỉ hơi bất thường, còn Tần Quan kia phải nói là cực kỳ không bình thường. Trong đầu ông ta ngổn ngang vô số suy nghĩ lộn xộn. Ông ta chưa từng thấy bao giờ. Sở Nam nhìn bốn phía, giờ phút này đại sở đã không còn nữa. Sở Nam thất thần, như thể đang nằm mơ vậy. Đại sở giới không còn nữa. Cứ thế mà đã bị hủy diệt. Lúc này, một lão già áo đen đi đến bên cạnh Sở Nam, hơi lưỡng lự một lát mới cất lời, tộc trưởng, giờ chúng ta nên làm gì? Sở Nam trầm mặc. Nên làm gì ư? Sở Nam chậm rãi nhắm mắt lại, chúng ta đã khinh địch rồi. Khinh địch? Lão già áo đen lại lắc đầu. Không phải chúng ta khinh địch mà bởi vì chúng ta không ngờ tới việc các chủ tiên bảo các lại sở hữu sát khí khủng khiếp như vậy. Sở Nam im lặng không nói, quả thật ông ta không ngờ Tần Quan lại có thứ sát khí đáng sợ như thế, có thể trực tiếp phá hủy cả đại sở giới. Lão già áo đen hơi do dự phút chốc mới nói, có thông báo với nhóm thiên hành trưởng lão ở cổ hoang không? Sở Nam trầm mặc. Lão già áo đen nhắc nhở, sau khi Diệp Huyên kia khôi phục, chắc chắn sẽ quay về trốn cũ cùng các chủ tiên bảo các. Nếu chúng ta không điều người trở về, vậy thì tinh vực Bỉ Ngạn sẽ rơi vào tay bọn chúng. Sở Nam chậm rãi nhắm mắt lại, hiện giờ ta lại lo lắng về chuyện liệu Diệp Huyên và Tần Quan kia có còn sắp xếp nào khác không. Sau đó ông ta lắc đầu, truyền lệnh xuống, báo với thiên hành, trong tộc có biến, mau chóng quay về. Nhất định phải gọi bằng được người về. Nếu không thì căn cơ bao đời của đại sở cũng mất sạch. Sở dĩ đại sở thành lập được một đội quân viễn chinh cũng là bởi xây dựng được căn cơ là tinh vực Bỉ Ngạn, gốc rễ còn thì đại sở sẽ sừng sững không đổ. Nếu tinh vực Bỉ Ngạn rơi vào trong tay kẻ khác, vậy quân viễn chinh của đại sở cũng chẳng khác nào mất đi gốc rễ. Đội quân đó cần cung cấp rất nhiều tiền bạc để phát triển. Cổ hoang. Thành cổ hoang. Lúc này trên tường thành cổ hoang. Nơi nơi đều chất đầy thi thể. Phía trên cùng tường thành, có treo một lá cờ khổng lồ, trên cờ có hai chữ lớn, đại sở. Đại sở. Trải qua trận huyết chiến kéo dài nửa tháng, cuối cùng đại sở cũng chiếm được thành cổ hoang này. Sở Thiên Hành đứng trên tường thành, mắt nhìn phía trước, khắp tầm mắt là một cánh đồng hoang vu. Ông ta muốn nhìn về phía sau cánh đồng hoang vu, nhưng thần thức lại bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản. Không thể tiến vào. Ở bên kia là thế giới còn rộng lớn hơn. Trải qua một trận huyết chiến, Sở Thiên Hành cũng bị thương nặng, cả cánh tay phải của ông ta đã bị đánh gãy, không chỉ vậy, đại sở cũng mất hơn 1000 quân tinh nhuệ. Nhưng, những thứ này đều rất đáng. Có thể có được thành cổ hoang này, vậy thì quân viễn chinh đại sở ở cổ hoang chi địa đã có một căn cứ rồi. Ngay lúc này, một thiếu niên đi đến bên cạnh Sở Thiên Hành. Sở Thiên. Sở Thiên Hành nhìn Sở Thiên khắp người đầy máu, như thể đã tắm trong máu vậy. Nhìn Sở Thiên, gương mặt Sở Thiên Hành khẽ cười. Đối với hậu bối này, ông ta thật sự rất hài lòng.
Trận chiến này, Sở Thiên chém chết cả 1900 không cảnh minh tâm cùng với một không cảnh phá tâm, chiến tích này có thể đứng đầu trong trận chiến. Hy vọng. Đây chính là hy vọng tương lai của Đại Sở. Chuyện quan trọng nhất là, thế hệ sau, trong Đại Sở sẽ không có nội chiến, sẽ không có tranh chấp thế tử. Bởi vì Sở Thiên rất ưu tú đến mức các thiên tài khác trong Đại Sở cũng thấy tuyệt vọng, hơn nữa, Sở Thiên cũng khiến các thiên tài khác trong tộc khâm phục. Như vậy có nghĩa là, thế hệ sau của Sở gia sẽ vô cùng đoàn kết. Sở Thiên Hành hô tay với Sở Thiên, đến đây. Sở Thiên đi đến trước mặt Sở Thiên Hành, Sở Thiên Hành khẽ cười, sau đó chỉ về phía cánh đồng hoang vu kia, nhìn thấy cánh đồng hoang vu kia không? Sở Thiên gật đầu. Sở Thiên Hành khẽ nói, ở thế giới bên ngoài cách xa cánh đồng hoang kia, có thánh thành trong truyền thuyết kia, trong thành đó, chôn vùi một vị cổ thiên đế đại đế tuyệt thế, nghe nói, người này có 102 từ trước đến nay, một đời có vô số truyền thuyết, đáng tiếc, không thể sống ở thời đại ấy, không thể được tận mắt nhìn thấy. Sở Thiên nhìn phía ngoài cánh đồng hoang vu, vẻ mặt bình tĩnh, người đến sau, chưa chắn kém hơn người trước. Sở Thiên Hành ngây người, sau đó cười lớn, được lắm. Có chí khí, được, ha ha. Ngay lúc này, chân trời phía xa đột nhiên nứt ra, sau đó, một ông lão mặc áo bào trắng bước ra. Nhìn thấy ông lão áo bào trắng, vẻ mặt Sở Thiên Hành thoáng chốc trở nên nặng nề. Bỉ Ngạn Cảnh. Lần đầu tiên ông ta gặp được Bỉ Ngạn Cảnh. Ông lão áo bào trắng vừa xuất hiện, một luồng áp lực kinh khủng đã bao trùm cả thành cổ hoang, lúc này, các cao thủ tinh nhuệ của Đại Sở cũng không nhịn được mà run rẩy. Tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực đến kinh người. Mà đây không phải là do ông lão áo bào trắng cố ý. Sở Thiên Hành nhìn ông lão áo bào trắng trên trời, ánh mắt vô cùng nặng nề, nhưng cũng đầy chiến ý. Đây là cao thủ Bỉ Ngạn Cảnh vô địch đây sao? Ngay lúc này, ông lão áo bào trắng kia khẽ vung tay áo, luồng áp lực vô hình kia lập tức biến mất dấu. Trong sân, tất cả các cao thủ Đại Sở đều thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt ông lão áo bào trắng lập tức dừng trên người Sở Thiên, ta chính là trưởng lão cung phụ của Đại Ngụy, Từ Tân, hôm nay đến đây, là vì ngươi. Sở Thiên nhìn thẳng ông lão áo bào trắng, không nói gì. Từ Tân nhìn Sở Thiên chằm chằm, có muốn gia nhập Đại Ngụy ta không? Gia nhập Đại Ngụy. Lập tức, một vài cao thủ âm thầm mang theo ánh mắt đầy ghen tị. Đại Ngụy. Ở cổ hoang chi địa vô tận này, đây chính là thế lực siêu cấp có thể nằm trong 10 thế lực đứng đầu đấy. Gia nhập Đại Ngụy, chẳng khác gì vào Long Môn cả. Mà lúc này, Sở Thiên lại lắc đầu, đa tạ ý tốt của tiền bối, vãn bối không muốn gia nhập thế lực khác. Nghe vậy, tất cả mọi người trong sân đều sửng sốt. Từ chối. Người này lại từ chối gia nhập Đại Ngụy. Trên bầu trời trên thành, Từ Tân nhìn Sở Thiên, người chắc chắn. Sở Thiên gật đầu. Từ Tân im lặng một lúc rồi nói, không hổ là người sở hữu vận khí đặc biệt, không giống với kẻ tầm thường. Ngươi không nguyện ý, không chừng đã có cơ duyên khác, nếu đã như vậy, Đại Ngụy ta cũng không miễn cưỡng. Nói rồi, ông ta mở lòng bàn tay, một lệnh bài chậm rãi bay đến trước mặt Sở Thiên, nhị tiểu thư đã dặn dò, nếu ngươi không nguyện ý gia nhập Đại Ngụy ta, vậy thì tặng ngươi lệnh bài này, xem như kết mối thiện duyên. Lệnh bài này chính là lệnh bài Đại Ngụy, nếu ngươi gặp nguy, cứ dùng lệnh bài này, Đại Ngụy ta chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Sở Thiên trần trừ sau đó khẽ thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn ta nhận lấy lệnh bài Đại Ngụy. Đương nhiên hắn ta sẽ không từ chối, đây là thiện ý của người khác, nếu hắn ta từ chối, vậy người ta có thể sẽ chuyển thành ác ý mất. Từ Tân khẽ gật đầu, Sở công tử bảo trọng. Nói xong, ông ta lập tức quay người biến mất nơi chân trời. Công tử, trong sân, các cao thủ Đại Sở đều phấn khích không thôi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cao thủ Bỉ Ngạn Cảnh, không những vậy, đối phương lại còn kính trọng Sở Thiên như vậy. Hãnh diện. Lúc này, tất cả cao thủ Đại Sở đều cảm thấy hãnh diện từ trong lòng. Ngay lúc này, một ông lão bỗng đi đến trước mặt Sở Thiên Hành, ông ta khẽ thi lễ, Sở sư, trong tộc có biến. Trong tộc có biến. Nghe vậy, Sở Thiên Hành khẽ nhíu mày. Ông lão mở lòng bàn tay, một miếng bùa truyền âm bay nhẹ đến trước mặt Sở Thiên Hành, một lúc sau, Sở Thiên Hành càng nhíu chặt mày.
Sở Thiên nhìn Sở Thiên Hành, Tam Thúc, sao vậy? Sở Thiên Hành thấp giọng nói, đại sở giới bị người ta tiêu diệt rồi. Rất nhiều người trong tộc đều chết thảm. Nghe vậy, Sở Thiên nhíu chặt mày, là vô biên chủ kia sao? Sở Thiên Hành lắc đầu, không phải. Sở Thiên có phần khó hiểu, vậy là người nào có thể tiêu diệt đại sở giới ta? Sở Thiên Hành trầm giọng nói, nghe nói là một vị tên là Diệp Huyên và tần quan của vũ trụ vô biên. Sở Thiên thấp giọng, chưa từng nghe đến. Sở Thiên Hành im lặng một lúc rồi nói, ta quay về. Sở Thiên lập tức nói, ta cùng đi với Tam Thúc. Sở Thiên Hành lắc đầu, không cần, người đưa bọn họ trấn thủ nơi này, sau đó lại tu dưỡng. Sở Thiên muốn nói lại thôi, Sở Thiên Hành cười nói, một mình ta quay về là được. Nói rồi, ông ta khẽ dừng lại rồi nói tiếp, nếu ta gặp chuyện, ngươi cũng đừng lập tức đưa binh quay về, bởi vì nếu ta xảy ra chuyện, có nghĩa chuyện này không hề đơn giản, ngươi hiểu ý ta chứ? Sở Thiên gật đầu, đã hiểu. Sở Thiên Hành gật đầu, kể từ bây giờ, quân viễn trinh đại sở sẽ do ngươi tạm thời thống lĩnh. Sở Thiên nghiêm mặt nói, tuân mệnh. Sở Thiên Hành khẽ gật đầu, sau đó quay người biến mất nơi tinh không sâu thẳm. Sở Thiên nhìn chân trời phía xa, không biết đang nghĩ gì. Ngay lúc này, một âm thanh bỗng vang lên trong đầu Sở Thiên, nhóc con, có hối hận vừa nãy không gia nhập Đại Ngụy không? Ta nói cho ngươi, Đại Ngụy này là thế lực siêu cấp trong 10 thế lực mạnh của cổ hoang chi địa. Đại sở ngươi bây giờ trong mắt người ta, thật sự không bằng con kiến nhỏ đấy. Sở Thiên cười nói, hoang lão, có người ở đây, ta còn cần phải gia nhập Đại Ngụy gì đó sao? Âm thanh đá bỗng cười lớn, người đúng là biết nịnh, nhưng mà lão phu thích nghe, ha ha. Sở Thiên trần trừ một lúc rồi nói, hoang lão, có thể nói về chuyện trước kia của người không? Âm thanh kia im lặng một lúc rồi cười nói, chuyện trước kia có gì hay để nói? Sở Thiên cười nói, hiếu kỳ. Âm thanh kia nói với ngươi như này, trong mắt lão phu, cổ hoang ngoại từ Diệp tộc đứng đầu trước kia, thì các thế lực khác trong mắt ta đều là đám kiến con. Sở Thiên nheo mắt, Diệp tộc. Âm thanh kia nói, đại tộc đứng đầu từ cổ chí kim, trong tộc này, thật sự là người tài xuất hiện liên tục, mỗi một thời đều có thiên chi kiêu tử có 102 của thời đại đó. Ngoại trừ thế giới bên ngoài cổ thiên đế kia, Diệp tộc này, gần như là vô địch, chỉ có cổ thiên đế xuất thế, thì Diệp tộc mới bị trấn áp, thế nhưng, dù là như vậy, thì năm đó Diệp tộc vẫn như cũ kiên cường chống chọi cổ thiên đế. Nói rồi. Ông ta khẽ dừng lại rồi nói tiếp, thời đại đó Diệp tộc cũng có một vị thiên chi kiêu tử, tên Diệp đế, người này quả thực rất lợi hại, không kém bất kỳ tổ tiên Diệp tộc đời nào cả, đáng tiếc, hắn lại cứ gặp phải cổ thiên đế. Sở Thiên thấp giọng nói, hắn không bằng cổ thiên đế. Âm thanh kia nói, không bằng. Sở Thiên im lặng. Âm thanh kia khẽ nói, vị cổ thiên đế kia, chính là đế mà chủ nhân bút đại đạo tự phong. Một mình độc chiến 9 lần với 9 vị thánh vương của Nguyên Thánh Vương Điện, ai ra, bình sinh ta căn bản chẳng phục ai, nhưng, đối với cổ thiên đế này, không thể không phục. Sở Thiên trầm giọng nói, vậy vị cổ thiên đế kia chết thế nào? Hoàng lão thấp giọng thở dài, vận khí kém một chút. Ai? Sở Thiên im lặng một lúc rồi nói, hoàng lão, tại sao nhà họ Diệp không tranh giành thánh thành kia? Hoàng lão nói, có hai nguyên do, thứ nhất. Kính trọng. Diệp đế tuy cũng là thiên kiêu một đời, nhưng ở thời đại đó, hắn cũng khâm phục cổ thiên đế, thi thể cổ thiên đế cũng là do đích thân hắn xuyên qua vũ trụ 9 chiều, kiên cường đoạt lại, chôn ở thánh thành. Nguyên do thứ hai, chính là kiêu ngạo, thân là sự kiêu ngạo của Diệp tộc, cả Diệp tộc cũng sẽ không tranh đoạt truyền thừa của cổ thiên đế. Không chỉ vậy, năm đó Diệp đế còn đích thân mình ra tổ huấn, nếu nhà họ Diệp không xuất hiện đế, vĩnh viễn sẽ không bước vào thánh thành. Sở Thiên siết chặt hai tay, máu huyết bất giác lại sôi sục. Kiêu ngạo. Diệp tộc. Sở Thiên nhớ rõ hai chữ này. Hoàng lão nói tiếp, bây giờ nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết người đại diện cho Diệp tộc hiện tại là ai. Nhóc con, ngươi phải nhớ rõ, tuy ngươi sở hữu vận khí đặc biệt trong truyền thuyết, đời này nhất định là thiên kiêu, thậm chí có thể phong đế, nhưng phải nhớ, nếu gặp phải người của Diệp tộc, tuyệt đối phải cẩn thận, nhất định không được khinh địch. Sở Thiên gật đầu, hoàng lão yên tâm, ta sẽ không coi nhẹ bất kỳ ai. Hoàng lão cười nói, đương nhiên, người cũng không phải e sợ, đời này,
ngươi sẽ không thua kém bất cứ ai, lão phu tin rằng, đời này người phong đế, chắc chắn là ngươi. Sở Thiên có chút hiếu kỳ, phong đế. Hoàng lão nói, năm đó sau khi cổ thiên đế phong đế, chủ nhân bút đại đạo cũng đã từng nói, cứ mỗi 1.000 vạn năm sẽ phong đế một lần, đương nhiên, nếu không đủ ưu tú, ông ta sẽ không phong. 1.000 vạn năm trước, chủ nhân bút đại đạo cũng không phong đế, mà ngoại trừ đích thân chủ nhân bút đại đạo phong đế, thì còn có một đế, nhưng, đế này không phải do chủ nhân bút đại đạo phong, mà là do thế nhân phong. Cao thủ đứng đầu cổ hoang, có thể phong đế, mà muốn trở thành cao thủ đứng đầu cổ hoang, không phải khó bình thường, ha ha. Cười điên cuồng, lại có chút cao ngạo. Sở Thiên bỗng nói, hoang lão, vừa nãy trong tộc báo tin, đại sở ta bị một thiếu niên tên Diệp Huyên đến hủy giới. Hoàng lão cười nhạo một tiếng, yên tâm, người đó không phải trong Diệp tộc. Sở Thiên hiếu kỳ, có thể nhìn ra sao? Hoàng lão nói, người của Diệp tộc, cả đời chinh chiến vũ trụ thứ nguyên, trước giờ sẽ không rời khỏi cổ hoang chi địa. Hơn nữa, nếu đối phương là người của Diệp tộc, ta chắc chắn có thể cảm nhận được. Nhóc con, lần tới nói chuyện phải cẩn thận. Không phải thứ tạp nham nào cũng có thể trở thành người trong Diệp tộc đâu. Vừa nãy ngươi nói Diệp Huyên kia là người trong Diệp tộc, như vậy đối với Diệp tộc mà nói, chính là một sự sỉ nhục. Sở Thiên gật đầu, hiểu rồi. Trong tiểu tháp, Tần Quan nhìn Diệp Huyên đứng trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Lúc này cả người Diệp Huyên toàn là máu, trên người toát ra sát khí và tà khí vô cùng đáng sợ. Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm vì có mấy lần Diệp Huyên muốn chém nàng ta. Huyết ma phong ma. Dĩ nhiên nàng ta cũng biết huyết mạch phong ma, có thể nói huyết mạch phong ma này là huyết mạch số một hiện nay, chẳng qua huyết mạch này có nhược điểm chí mạng đó là sẽ điên dại, một khi bước vào trạng thái điên cuồng thì chẳng nhận ra cả người thân. Thế nên phải để Diệp Huyên hồi phục thần trí, nếu không bây giờ Diệp Huyên có thể chém bất kỳ ai. Tần Quan trầm giọng nói, tiểu tháp. Có cách nào để hắn tỉnh lại không? Tiểu tháp im lặng một lúc mới nói, áp chế huyết mạch phong ma trong người hắn. Tần Quan hỏi, áp chế thế nào? Tiểu tháp do dự rồi mới nói, cưỡng chế áp chế. Tần Quan hỏi tiếp, cưỡng chế thế nào? Tiểu tháp nói, ta chỉ là một cái tháp. Tần Quan sầm mặt. Đúng lúc này kiếm ý nhân gian quanh người Diệp Huyên bỗng bay ra. Kiếm ý nhân gian. Ánh mắt Tần Quan hiện lên tia ngạc nhiên, vì nàng ta nhận ra kiếm ý nhân gian và huyết mạch chi lực của Diệp Huyên đang đối kháng với nhau. Thấy thế Tần Quan cũng cảm thấy vui mừng. Trước kia sở dĩ Diệp Huyên vẫn có thể giữ được tỉnh táo hoàn toàn là vì kiếm ý nhân gian này. Tần Quan ở một bên nhìn kiếm ý nhân gian đó, siết chặt nắm đấm cố lên. Tiêu diệt huyết mạch chi lực của hắn. Kiếm ý nhân gian như thể nghe hiểu được lời của Tần Quan, lập tức khí tức tăng cao. Hơn nữa điên cuồng áp chế kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên. Huyết mạch chi lực đó cũng không chịu yếu thế, khí tức tăng lên, áp chế ngược lại kiếm ý nhân gian. Nếu là trước đây, hai thứ đó có thể vẫn ngang tài ngang sức nhưng bây giờ huyết mạch phong ma đã khác hẳn, thế nên khi huyết mạch phong ma phát lực, kiếm khí nhân gian lập tức bị áp chế. Đôi mắt vốn dĩ hơi tỉnh táo của Diệp Huyên lại trở nên đỏ ngầu. Thấy thế Tần Quan thở dài như bong bóng xì hơi. Nàng ta cũng nhận ra bây giờ huyết mạch chi lực của Diệp Huyên không giống trước nữa, đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần rồi. Không thể nào so được. Làm sao đây? Tần Quan nhìn Diệp Huyên như huyết nhân trước mặt, cảm thấy hơi phiền muộn. Làm sao để giải quyết đây? Đúng lúc này kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên bỗng rung lên dữ dội, ngay sau đó hắn chém một kiếm về phía Tần Quan. Kiếm quang xé toạc chém xuống. Đồng tử Tần Quan co rụt lại, ngay sau đó nàng ta vội lấy một chiếc nhẫn ra, cho một tỷ trụ thần mạch. Kiếm dừng lại cách đỉnh đầu Tần Quan một tấc. Diệp Huyên giơ tay cầm lấy chiếc nhẫn, sau đó cất đi. Tần Quan nhìn Diệp Huyên chớp mắt, ngươi, điên thật rồi sao? Diệp Huyên nhìn Tần Quan, hai mắt vẫn đỏ ngầu như cũ. Tần Quan do dự một chốc rồi nói, tiểu huyên tử, ngươi đừng giả điên. Lúc này kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên rung lên. Thấy thế Tần Quan lại lấy ra một chiếc nhẫn, một tỷ trụ thần mạch. Tay trái Diệp Huyên lập tức cầm lấy chiếc nhẫn, sau đó cất vào. Địch! Tần Quan ngạc nhiên nhìn Diệp Huyên, ngươi đừng có mà giả điên thật đấy nhé.
Nhìn kiếm thanh huyền của Diệp Huyên lại rung lên, Tần Quan xoay người chạy ra khỏi tiểu tháp. Sau khi chạy thoát, Tần Quan vỗ ngực mình, tiểu huyên tử đáng sợ quá. Tiểu tháp đáp, Tần Quan tỷ, hình như tiểu chủ điên thật. Tần Quan khó hiểu, vậy tại sao hắn còn biết lấy tiền? Tiểu tháp nói, có lẽ là nghèo quá, phản ứng theo bản năng. Tần Quan. Tiểu tháp nói, Tần Quan tỷ, bây giờ phải làm sao? Tần Quan hơi đau đầu với Diệp Huyên phát điên này. Đúng lúc này Diệp Huyên bỗng xuất hiện trước mặt nàng ta, nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt Tần Quan thay đổi, vừa muốn chạy Diệp Huyên bỗng nói, Tần Quan. Nghe thế Tần Quan sửng sốt, nàng ta do dự, ngươi. Tay phải Diệp Huyên bỗng siết chặt, kiếm ý nhân gian trong người dâng lên. Rất nhanh huyết mạch chi lực đó dần dịu xuống dưới sự giúp đỡ áp chế của Diệp Huyên một lúc lâu sau, ánh mắt Diệp Huyên dần trở nên tỉnh táo, nhưng cả người hắn vẫn toát ra là khí và sát khí. Thấy Diệp Huyên đã tỉnh táo lại, Tần Quan thở phào, nàng ta vội nói, không sao chứ. Diệp Huyên gật đầu, ta trấn áp được rồi. Tần Quan thở phào, sau đó nói, vậy thì tốt. Diệp Huyên cúi đầu nhìn cơ thể mình, trầm giọng nói, huyết mạch chi lực của ta thay đổi rồi. Tần Quan gật đầu, mạnh hơn trước kia rất nhiều. Diệp Huyên nhắm mắt lại, hắn từ từ cảm nhận sự thay đổi về huyết mạch của mình, một lúc sau vẻ mặt hắn cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Thay đổi rất lớn. Hắn cảm nhận được huyết mạch hiện giờ của mình và trước kia đã khác hoàn toàn. Tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, chúc mừng người. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói, chúc mừng cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, bây giờ huyết mạch chi lực của người đã thức tỉnh bất khuất. Diệp Huyên cau mày, bất khuất. Tiểu tháp nói, đúng thế. Thật ra huyết mạch của chủ nhân không chỉ là huyết mạch phong ma. Huyết mạch phong ma là huyết mạch của nhà họ Dương, còn chủ nhân đã nâng cấp huyết mạch phong ma này, hay còn gọi là huyết mạch bất khuất. Bây giờ người mới được xem là có được tinh túy của huyết mạch phong ma. Diệp Huyên hơi thắc mắc, tiểu tháp, người biết không ít đấy. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, tiểu chủ, trong lòng người, ta là một cái tháp không có kiến thức, chỉ biết nói khoác thôi sao. Diệp Huyên gật đầu, ừ. Tiểu tháp. Tần Quan ở một bên bỗng cười nói, dù thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Người có huyết mạch chi lực thì hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến đánh với phá tâm cảnh. Diệp Huyên gật đầu, có thể đánh nhưng có thắng hay không vẫn chưa biết. Tần Quan vừa định nói gì đó, đúng lúc này ám quân bỗng xuất hiện, trầm giọng nói, các chủ, Diệp công tử, có tin tức không tốt. Tần Quan nhìn ám quân, nói. Sắc mặt ám quân không được tốt, theo bọn ta điều tra được. Đại sở có một đội quân viễn chinh, đội quân viễn chinh này là do sở Bỉ Ngạn lập ra vào năm đó, được duy trì đến bây giờ. Trước kia sau khi đại sở giới bị tiêu diệt, sở Nam đã phái người thông báo cho quân viễn chinh ở Cổ Hoang, nói cách khác bây giờ cường giả bên đó rất có khả năng đã đang trên đường quay về. Quân viễn chinh. Tần Quan gật đầu, ta biết. Nghe thế ám quân sửng sốt, sau đó nói, các chủ biết. Nói đến đây. Hắn ta như nghĩ đến điều gì vội dừng lại. Lúc này hắn đã toát mồ hôi lạnh. Hắn ta cứ tưởng hắn ta là tai mắt duy nhất của Tần Quan nhưng giờ xem ra không phải, các chủ Tần này còn tình báo khác nữa, hơn nữa hắn ta còn không biết gì. Tần Quan khẽ nói, Cổ Hoang, đó là một thế giới vô cùng xa nơi này. Quân viễn chinh của đại sở đi chinh chiến Cổ Hoang, còn thống lĩnh đội quân viễn chinh này chính là Sở Thiên Hành, con cưng của trời của thế hệ năm đó. Cũng là cảnh giới vô tâm giống Sở Nam. Nhưng sức chiến đấu của người này hơn hẳn Sở Nam. Diệp Huyên trầm giọng nói, hai phá tâm cảnh. Tần Quan gật đầu, hai người. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, còn bao lâu nữa thì đối phương đến tinh vực Bỉ Ngạn. Tần Quan nói, nhiều nhất còn hai canh giờ nữa. Hai canh giờ. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, chúng ta đi thôi. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, đi. Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, đi đâu? Diệp Huyên cười nói, thư viện Quan Huyên. Tần Quan nhếch môi, tư tưởng lớn gặp nhau. Nói rồi hai người cầm kiếm lên biến mất ở tận cùng tinh không. Ám quân đứng đó im lặng một hồi rồi nói, có ý gì? Diệp Huyên và Tần Quan quay về thư viện Quan Huyên, thấy Diệp Huyên về, dĩ nhiên Thanh Khâu rất vui. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên và Tần Quan trước mặt. Cười nói, sao hai người về rồi?
Diệp Huyên nói, nhớ muội. Tần Quan liếc Diệp Huyên, tên này nói ngon nói ngọt giỏi đấy. Lần đầu tiên nàng ta và Diệp Huyên về để tránh tai họa. Hai người đã cho nổ cả đại sở giới rồi, đại sở có thể bỏ qua cho họ được sao? Bây giờ đối phương có hai cường giả phá tâm cảnh, trong tình hình này dĩ nhiên hai người họ phải tránh đi rồi. Còn nơi nào thích hợp để trốn? Dĩ nhiên là thư viện Quan Huyên. Nơi này có một đại thần siêu cấp. Nghe Diệp Huyên nói thế, Thanh Khâu mỉm cười ca, có phải huynh gây họa gì rồi không? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng ngắc. Tần Quan ở một bên che miệng cười. Thanh Khâu đi đến trước mặt Diệp Huyên, kéo tay hắn cười nói, gây họa thì gây thôi, có gì to tát đâu. Diệp Huyên cảm thấy ấm lòng, khẽ nói, nhà đầu, muội không sợ chiều hư ta sao? Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, muội muội chiều ca ca chẳng phải là chuyện bình thường sao? Diệp Huyên. Tần Quan lập tức giơ ngón cái lên, lợi hại. Diệp Huyên bật cười. Đúng lúc này chân trời đằng xa bỗng rung chuyển. Thấy thế mí mắt Tần Quan giật một cái, vội đi đến cạnh Thanh Khâu. Mặc dù nàng ta cũng có chiêu bài cuối cùng nhưng điều này không ảnh hưởng nàng ta tùy tiện trước. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời khẽ nói, đến nhanh thế sao? Tần Quan gật đầu, nhanh hơn ta nghĩ, người đến không có thiện ý. Diệp Huyên quay sang nhìn Tần Quan nói, ta không sợ. Diệp Huyên, Thanh Khâu nhìn bầu trời, một ông lão và người đàn ông trung niên chậm rãi bước đi từ chân trời đằng xa. Ông lão đi đầu chính là Sở Nam tộc trưởng đại sở hiện nay. Còn bên cạnh Sở Nam là Sở Thiên Hành vừa quay về từ cổ hoang. Sở Nam nhìn Diệp Huyên, ánh mắt ông ta sắc bén như kiếm, chỉ muốn xé xác Diệp Huyên và Tần Quan. Cả đại sở giới đã bị hai người này tiêu diệt. Sở Thiên Hành ở bên cạnh Sở Nam lại nhìn sang Thanh Khâu, ngay khi nhìn thấy Thanh Khâu, hắn ta híp mắt. Sở Nam vừa định lên tiếng, Sở Thiên Hành bỗng nói, rút. Nghe thế Sở Nam ngạc nhiên quay đầu nhìn Sở Thiên Hành. Rút lui ư. Sở Nam sửng sốt, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng Sở Thiên Hành lại nói, đi. Sau đó lập tức biến mất cuối vũ trụ. Sở Nam chỉ chần chừ một thoáng rồi nhanh chóng đi theo. Hai người này, đến nhanh đi cũng nhanh. Thấy họ đi rồi, Diệp Huyên và Tần Quan nhìn nhau. Có thế mà đã rút à? Tần Quan hạ giọng, không hợp lẽ thường. Đoạn quay sang Thanh Khâu, Sở Nam nãy giờ vẫn luôn nhìn Thanh Khâu cô nương, hiển nhiên cảm nhận được cô nương mới là người nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu. Hắn cũng đã để ý đến. Ánh mắt của Sở Nam ngay từ đầu vẫn luôn tập trung vào Thanh Khâu, cho thấy vị siêu cường giả đến từ cổ hoang này đã biết Thanh Khâu đáng sợ nhường nào. Hắn thở dài, thầm than đáng tiếc. Đối thủ lần này lại không nóng tính. Hiếm lắm mới gặp một lần vậy mà. Tần Quan, Thanh Khâu cô nương, người ban nãy lợi hại không? Thanh Khâu chớp mắt, vừa định trả lời thì Tần Quan lại nói, ta dám chắc là không. Trước mặt cô nương. Chẳng ai được gọi là lợi hại cả. Thanh Khâu lắc đầu cười, nói với Diệp Huyên, huynh đợi thêm một chút được không? Diệp Huyên gật đầu, được. Rồi hắn mỉm cười nói, lần này ta trở về, ngoại trừ nhớ nha đầu muội ra thì còn muốn luận bàn kiếm đạo với muội. Luận bàn kiếm đạo. Tần Quan nhìn hắn, tiểu huyên tử nói nghe nhẹ nhàng ghê nhỉ. Thanh Khâu cũng nhếch môi cười nhạt. Diệp Huyên chớp mắt. Sửa lại ngay, là học hỏi, học hỏi. Tần Quan liếc hắn, ta có một kế hoạch vĩ đại này, tiểu huyên tử ngươi theo ta đi tìm hiểu một chút trước đã. Sau đó lôi tuột Diệp Huyên vào tiểu tháp. Thanh Khâu lắc đầu cười, nhìn về phía hoàng hôn nơi chân trời với tâm tình thư thái. Cảm giác này thật tốt biết bao. Không như trước kia, một ngày của nàng ấy trải qua như một năm dòng. Nhưng hiện nay, nàng đều quý trọng từng ngày trôi qua. Trong một tinh vực nọ, Sở Thiên Hành nhìn về phía vũ trụ Quan Huyên với ánh mắt nặng nề. Sở Nam hỏi, là cô gái kia? Sở Thiên Hành gật đầu. Sở Nam, ta cũng cảm thấy nàng ấy không tầm thường, nhưng... Hai ta hợp tác, trừ vô biên chủ ra, vũ trụ vô biên này không ai có thể chống lại. Sở Thiên Hành lắc đầu, cả đời ta chinh chiến cổ hoang, rất nhạy bén với nguy hiểm. Khi vừa nhìn thấy người đó... Trong lòng ta đã cảm thấy bất an.
sắc mặt ông ấy càng đanh lại, ta không thấy được nàng sâu cạn ra sao, đó mới là thứ đáng sợ nhất. Sức mạnh của nàng hẳn đã vượt xa chúng ta, có thể đạt đến bỉ ngạn. Đồng tử Sở Nam rụt lại khi nghe vậy, sao có thể? Không thể nào, thế giới vô biên còn con này làm sao có thể sinh ra bỉ ngạn cảnh? Ngay cả vô biên chủ cũng không phải. Vô biên chủ. Sở Thiên Hành lại lắc đầu, không, thứ gì trên đời cũng đều có thể xảy ra. Trước kia không có, không đồng nghĩa với bây giờ cũng không có. Sở Nam im lặng. Sở dĩ không phản bác lại là vì ông ta biết Sở Thiên Hành nhiều năm chinh chiến cổ hoang, thực lực vượt xa ông ta, vì vậy một khi Sở Thiên Hành nói cô gái kia nguy hiểm thì có nghĩa là vô cùng nguy hiểm. Ông ta thu hồi suy nghĩ, thấp giọng hỏi, chúng ta nên làm gì? Im lặng một hồi, Sở Thiên Hành mới nói, đi điều tra, xem vũ trụ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao vô biên chủ bí ẩn lại bất ngờ rời đi. Phải tra cho rõ. Sở Nam, nhưng mối thù của chúng ta. Sở Thiên Hành liếc sang, đánh được thì báo, không được thì phải biết sợ, rõ chưa? Sắc mặt Sở Nam vô cùng xấu xí, đại sở ta có 100.000 quân viễn chinh. Sở Thiên Hành lại lắc đầu, suy nghĩ này của ngươi rất tệ. Ông ấy chỉ tay vào lòng vũ trụ, ở nơi vô biên chi địa thâm sâu mịt mù ấy, 100.000 quân viễn chinh của đại sở còn không bằng một con kiến. Còn có vô số người mạnh hơn chúng ta. Ông ấy đã chứng kiến nhiều việc đời, vì vậy tự biết bản thân bé nhỏ nhường nào. Sở Nam im thin thít. Sở Thiên Hành cười, ta biết lòng người không yên, nhưng chúng ta phải làm rõ mình đang đụng vào một đối thủ thế nào. Sở Nam gật đầu, ta sẽ lập tức phái người đi điều tra. Sở Thiên Hành, về tộc trước. Sau đó hai người rời đi. Sở Nam bỗng hỏi, sao năm ấy ngươi không lên làm tộc trưởng? Sở Thiên Hành thoáng ngẩn ra, tộc trưởng là ta hay ngươi thì đều vì Sở gia, không có gì khác nhau, đúng chứ? Sở Nam im lặng nhìn ông ấy. Sở Thiên Hành cười, đi thôi. Sở Nam gật đầu, hai người rời đi. Bên trong tiểu tháp, Tần Quan và Diệp Huyên ngồi cạnh bờ biển. Tần Quan cởi giày, hai chân khua nhẹ dưới nước, gió thổi tới khiến mái tóc ngắn của nàng ta có chút rối bời. Diệp Huyên cũng bỏ giày sang bên, hỏi, nghe nói cô có một kế hoạch vĩ đại gì đó. Tần Quan gật đầu, tinh vực bỉ ngạn chỉ là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Sau khi thành lập thư viện và tiên bảo các ở đó rồi, ta còn muốn lập thêm truyền tống trận, xem nó như bàn đạp chĩa mũi kiếm vào cổ hoang chi địa. Cổ hoang chi địa. Diệp Huyên nhìn nàng ta, nói ta nghe một chút về cổ hoang chi địa với. Tần Quan cười, là nơi nối liền với vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên nhíu mày, nối liền với vũ trụ thứ nguyên. Tần Quan gật đầu, chúng ta đang ở trong một thế giới song song, trên đó còn có thế giới thứ nguyên. Một số cường giả hiện nay đã có thể nhận được sức mạnh vũ trụ thứ nguyên, tỉ như phá tâm cảnh. Nhưng ngươi có biết đó chỉ là vũ trụ thứ nguyên cấp thấp nhất nhất nhất. Sức mạnh thu được cũng chỉ có một phần nhỏ xíu. Diệp Huyên, vậy có nghĩa là vũ trụ của chúng ta hiện nay chỉ là con kiến so với vũ trụ thứ nguyên. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên lập tức nằm nhoài ra, vắt tay ngang trán. Tần Quan tròn mắt, sao vậy? Diệp Huyên thở dài, đau đầu. Ta bỏ nửa đời liều mạng, cứ tưởng đã đứng trên đỉnh vũ trụ rồi, ai dè cô lại nói ta chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ là một con kiến. Ta tuyệt vọng rồi. Tần Quan phát ra tiếng cười duyên, không phải là chuyện rất bình thường sao? Diệp Huyên lắc đầu cười khổ. Nói không nhức đầu là giả. Còn phải đánh đến khi nào nữa chứ? Tần Quan cười, ta lại thấy như vậy rất tốt, có thể đi xem vũ trụ rộng lớn kỳ ảo thế nào. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan, nhân viên tình báo của ta đã đến cổ hoang chi địa. Nhưng họ không mạnh lắm nên cũng không thu thập được nhiều. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, cổ hoang chi địa là mục tiêu kế tiếp của chúng ta. Để đứng vững ở đó là điều rất khó. Không như tinh vực bỉ ngạn, thế lực nơi đó rắc rối phức tạp, cường giả nhiều như mây. Nàng ta lắc đầu, ta phải đột phá khoa học kỹ thuật trước rồi mới sang đó để tránh bị đánh. Diệp Huyên cười hỏi, đã đột phá chưa? Tần Quan, sắp thôi. Một cái là tốc độ. Xếp chồng không gian, một cái là vật chất bất hủ. Đây cũng là hai thứ Thanh Nhi nhắc đến. Diệp Huyên gật gù. Tần Quan bỗng chọc chọc tay hắn,
cười hí hửng, lần sau ngươi để ta tán gẫu với muội muội ngươi nữa nhé. Diệp Huyên, Tần Quan đứng dậy, nói ta mượn tiểu tháp một tẹo, tiện tay cải tiến nó luôn. Diệp Huyên còn chưa kịp mở miệng thì tiểu tháp đã lên tiếng, được. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Tần Quan phá ra cười, tiểu huyên tử, đợi ta làm xong sẽ đến tìm ngươi. Sau đó mang tiểu tháp rời đi. Trở lại thực tế rồi, Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, buông tiếng thở dài, tiểu tháp có tướng phản chủ thật. Sau đó hắn trở lại thư viện Quan Huyên. Thư viện ngày nay đã thay đổi rất nhiều, là một trong hai siêu thế lực duy nhất ở vũ trụ Quan Huyên, sánh đôi cùng Tiên Bảo Các. Chủ nhân của hai thế lực này lại cùng phe với nhau, vì vậy có thể xem như một thế lực duy nhất. Trong thư viện, Diệp Huyên và Thanh Khâu tản bước bên bờ hồ. Diệp Huyên nói, nơi chúng ta sắp đến là cổ hoang chi địa. Nhà đầu, muội có biết gì về nơi này không? Thanh Khâu lắc đầu, không. Diệp Huyên, vậy còn vũ trụ thứ nguyên? Thanh Khâu gật đầu, biết. Diệp Huyên, văn minh nơi ấy cao hơn ở đây đúng không? Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, muội đến đó liệu có thành con kiến không? Thanh Khâu cười, không đâu. Diệp Huyên tò mò, vì sao? Thanh Khâu cười, đại ca à, thật ra đường tu luyện không khó đến vậy, chỉ khó ở chỗ thoát khỏi tấm khung này. Nó là gì? Là tấm khung mà chủ nhân bút đại đạo tạo ra, chỉ có ai thoát khỏi nó mới được xem là người tu đạo. Diệp Huyên nhíu mày, người tu đạo. Thanh Khâu gật đầu, với ta, chỉ có ba loại cảnh giới, người tu luyện, người tu hành, người tu đạo. Thật ra còn một loại thứ tư, ba người kia thuộc vào dạng này. Diệp Huyên, ba cái này có gì khác nhau sao? Thanh Khâu mỉm cười, người tu luyện tu cảnh giới theo quy tắc do chủ nhân bút đại đạo lập ra. Người tu hành đã hiểu được quỹ đạo số mệnh, biết tu hành nhân quả số mệnh, tìm cách thoát khỏi các quy tắc được đặt sẵn. Người tu đạo thì không tu theo đạo mà chủ nhân bút đại đạo lập ra, mà tu theo đạo của bản thân, đi theo đạo của bản thân. Như vô biên chủ kia đã có đạo của bản thân, nên chủ nhân bút đại đạo không thể làm gì được. Nói đến đây, nàng ấy nhíu mày, cũng không phải, nói vậy không đúng lắm. Đúng hơn là dưới tình huống không nhằm vào vô biên chủ, những quy tắc do chủ nhân bút đại đạo lập ra không ảnh hưởng gì được ông ta, nhưng nếu chủ nhân bút đại đạo muốn thì vô biên chủ sẽ không thắng được. Diệp Huyên chần chừ, vì sao lúc đầu Thanh Nhi không giết vô biên chủ luôn? Thanh Khâu liếc hắn, cười hỏi, huynh nghĩ thế nào? Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Thanh Khâu khựng lại, nhìn một con kiến đang bò trên mặt đất, liệu huynh có bỏ sức đi giết một con kiến không? Diệp Huyên, vô biên chủ, Thanh Khâu nắm tay hắn, kéo hắn đi tiếp, với nàng ấy, trừ huynh ra thì ai cũng là kiến cỏ cả. Kiến cỏ. Phải nói rằng sau khi đi cùng Thanh Nhi một thời gian, đôi khi hắn cũng nhìn người khác như nhìn một con kiến. Cảm giác này khiến hắn giật nảy. Bởi thực lực của Diệp Huyên không mạnh đến vậy, một khi đã yếu mà còn thích khoác lác thì sẽ bị ăn đập, mà từ đầu cho đến giờ, hắn đã ăn đòn rất nhiều lần, vì vậy cũng biết khôn ra. Lúc nên ra vẻ thì hãy ra vẻ, lúc không nên thì cũng đừng miễn cưỡng. Chợt nghe Thanh Khâu nói, hình như huyết mạch của huynh đột phá rồi. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười một tiếng, tiểu tháp nói đây là huyết mạch bất khuất, chân lý của huyết mạch phong ma. Thanh Khâu quan sát hắn một hồi rồi gật đầu, quả vậy. Huynh đột phá huyết mạch tức nghĩa là đã lĩnh ngộ được bất khuất chân chính. Ta phải khen cha huynh là một người rất tài giỏi, có thể dùng thân phàm nhân mà đạt đến trình độ này. Nàng ấy khẽ cười, thật ra huynh có thể dùng huyết mạch làm kiếm đấy. Diệp Huyên nhấc kiếm Thanh Huyên lên, cười nói kiếm này dễ xài. Hắn càng dùng nó càng thuận tay, dùng bất cứ kiếm nào khác cho dù là ngưng tụ từ kiếm ý của hắn đều không thoải mái bằng. Nghe vậy, Thanh Khâu lắc đầu cười, không, hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyên tò mò, vì sao lại nói vậy? Thanh Khâu, huynh thử ngưng tụ huyết mạch thành kiếm đi. Rồi ta sẽ nói cho nghe. Diệp Huyên gật đầu, vươn tay ra. Một thanh kiếm ngưng tụ từ huyết mạch thoát cái xuất hiện. Hình dạng giống kiếm Thanh Huyên, nhưng màu lại là đỏ thắm. Thanh Khâu, huyết mạch chi lực của huynh rất đặc biệt, không chỉ có thể gia tăng mà nó còn có ý thức riêng. Ý thức? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Từ lâu hắn đã biết huyết mạch của mình có ý thức, hơn nữa lâu lâu còn có tính phản chủ như tiểu tháp.
Thanh Khâu cười, huyết mạch chi lực của huynh khác với người khác, có thể đúc kiếm từ máu, để chúng tự mình tu luyện chiến đấu, sau đó dùng kiếm ý nhân gian tẩm bổ. Kiếm huyết mạch tự tu luyện. Diệp Huyên ngây ngẩn cả người, hỏi lại, có thể thật sao? Thanh Khâu gật đầu, có thể. Diệp Huyên vươn tay, để kiếm huyết mạch bay đi. Một khắc sau, chân trời đã xuất hiện một vết rách to tướng. Diệp Huyên ngớ người. Đây là do kiếm huyết mạch tự làm, không phải hắn sai khiến. Thanh Khâu cười, nó sinh ra từ huynh, có thể nói chính là bản thân huynh, vì vậy nó cũng có ký ức chiến đấu của huynh. Nếu vận dụng tốt, uy lực của kiếm huyết mạch chắc chắn sẽ rất cao. Lại còn có thể ra tay bất ngờ. Diệp Huyên gật đầu, kích động nói, đúng vậy. Sau đó nhìn Thanh Khâu, ta phải tu luyện gấp. Nha đầu, muội chỉ điểm cho ta. Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyên bật cười, có Thanh Khâu hướng dẫn, hắn tin rằng kiếm đạo của mình sẽ lại đột phá. Tinh vực Bỉ Ngạn. Biến cố xảy ra với đại sở giới đã làm kinh động đến toàn bộ tinh vực, ai ai đều biết đây là bút tích của Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên. Đại sở liệu có trả thù không? Mọi người đều đang chờ xem. Nếu tiêu diệt được Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên thì đại sở vẫn là đại sở của xưa kia, toàn bộ tinh vực Bỉ Ngạn sẽ do bọn họ định đoạt. Nhưng nếu không trả thù thì nơi này sẽ có thêm hai siêu thế lực mới. Đại sở giới. Nơi này đã khôi phục lại, nhưng bốn bề trống hoác. Cú nổ kia đã khiến phần mộ tổ tiên cũng tan thành mây khói. Sở Nam đứng trên đỉnh núi, nhìn về phương xa với sắc mặt khó coi. Ông ta vẫn không cam lòng. Đại sở đã khi nào bị người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy? Lúc này, Sở Thiên Hành xuất hiện. Sở Nam thu hồi suy nghĩ, hỏi, đã tra ra chưa? Sở Thiên Hành gật đầu, tra được rồi. Ông ấy đẩy một quyển trục bay sang chỗ Sở Nam. Ông ta mở ra, im lặng đọc. Sở Thiên Hành, trước kia Vô Biên Chủ đã tấn công Vũ Trụ Quan Huyên một lần, tất cả những người chúng ta phái đi theo trợ giúp đều bỏ mạng, thậm chí Hỏa Linh tộc và Thần Minh Điện còn bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông ấy nhìn Sở Nam, tộc trưởng chưa điều tra chuyện trước kia đã muốn gây chiến với họ. Sở Nam hạ giọng, ta không ngờ việc Hỏa Linh tộc và Thần Minh Điện biến mất có liên quan đến họ. Sở Thiên Hành lắc đầu, chưa hết, Vô Biên Chủ có ra tay trong trận chiến ấy, nhưng không biết vì sao mà lại bất ngờ bỏ đi. Rõ ràng bên họ có cường giả khiến ông ta cũng phải kiêng kỵ. Ông ấy thở dài, Vô Biên Chủ vô cùng bí ẩn, thực lực sâu không lường được, nhưng người này lại đề phòng và chủ động bỏ đi, cho thấy bên kia có cường giả cấp đại lão. Sở Nam im lặng hồi lâu mới thở dài, ta sai rồi. Vẻ mặt Sở Thiên Hành trở nên phức tạp, rất sai. Cũng buông tiếng thở dài. Sở Nam nhắm mắt lại, bây giờ phải làm sao? Sau một hồi im lặng, Sở Thiên Hành nói, im lặng quan sát, xem họ muốn làm gì. Nếu muốn đuổi giết đến cùng, đại sở tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nhưng nếu họ chỉ muốn thành lập thư viện và tiên bảo các thì để họ làm, chúng ta đừng ngăn cản, thậm chí có thể giúp đỡ. Sở Nam nhìn lên, giúp nữ ư. Sở Thiên Hành gật đầu, đánh không lại thì gia nhập thôi. Sắc mặt Sở Nam trở nên khó coi. Sở Thiên Hành mỉm cười, nếu ngươi không nỡ từ bỏ thể diện thì để ta. Sở Nam thở dài, vậy ta sẽ bế quan một thời gian. Sở Thiên Hành gật đầu, được. Sở Nam mang vẻ mặt phức tạp xoay người rời đi. Quyền lực đã được chuyển giao. Chuyển giao trong hòa bình. Thật ra làm như vậy đã là nể mặt Sở Nam. Bằng không sai lầm lần này đã đủ để ông ta vạn kiếp bất phục. Tuy Sở Nam hiện nay là tộc trưởng đại sở nhưng không có nghĩa là có thể tự quyết định mọi chuyện. Nếu không trao quyền lại, thứ chờ đợi ông ta chỉ có một tràng xét xử. Sở Thiên Hành nhìn Sở Nam rời đi, lắc đầu thở dài. Lần này đại sở thua to rồi. Thư viện Quan Huyên. Có Thanh Khâu chỉ dạy, không chỉ thành tựu kiếm đạo mà cả cảnh giới của Diệp Huyên cũng tiến bộ thần tốc. Hắn sử dụng kiếm huyết mạch ngày càng thành thạo, lại vì chúng tự có suy nghĩ của bản thân mà ngày càng quỷ quyệt. Huyết mạch xuất phát từ hắn nhưng lại có ý thức của bản thân, vì vậy không hoàn toàn là hắn. Nói một cách đơn giản hơn, huyết mạch của hắn có thể tự tu luyện. Hắn cũng không cần lo nó sẽ phản bội, vì không có hắn thì nó cũng chẳng tồn tại.
Trong tinh không, chín thanh kiếm huyết mạch giăng đầy bốn phía. Đang đại chiến kịch liệt với nhau. Diệp Huyên nhìn bọn chúng, miệng tuét thành nụ cười rực rỡ. Uy lực của những thanh kiếm ngưng tụ từ huyết mạch này không tầm thường chút nào, bởi huyết mạch chi lực hiện nay của hắn là huyết mạch bất khuất. Đáng sợ nhất là có dùng kiếm thanh huyên chém thì chúng cũng không vỡ, khá là đáng sợ rồi. Một hồi sau, hắn đưa tay ra, toàn bộ kiếm huyết mạch thoát cái bay về. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu đứng gần đó, cười nói, ghê gớm thật đấy nha đầu ạ. Thanh Khâu gật gù, huynh có thể dùng kiếm ý nhân gian để nâng cấp cho chúng. Diệp Huyên gật đầu, khẽ động tâm niệm, hàng loạt kiếm ý nhân gian ùa vào kiếm huyết mạch khiến chúng run lên bần bật, phát ra những tiếng kiếm ngân réo rắt. Diệp Huyên ra lệnh, đi, lời vừa dứt, kiếm huyết mạch đã hóa thành vô số kiếm quang đẻ máu lao vút đi. Xoẹt 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 xoẹt, tinh không bị xé nát trong nháy mắt, thấy vậy, đôi mắt Diệp Huyên nheo lại, xem ra có kiếm ý nhân gian thêm vào thì uy lực của kiếm huyết mạch càng mạnh hơn. Bỗng nghe Thanh Khâu nói, thật ra huynh cũng có thể dạy cho chúng tự dùng kiếm kỹ. Diệp Huyên không khỏi ngây ra, được sao? Thanh Khâu gật đầu, được. Diệp Huyên nghĩ ngợi, ta phải làm sao để dạy chúng? Thanh Khâu cười, làm mẫu và hướng dẫn. Chúng đã có ký ức chiến đấu của huynh nên huynh chỉ cần chỉ dẫn là được. Diệp Huyên gật đầu, để ta thử xem. Sau đó bất ngờ thi triển vô ngã. Vô ngã. Chớp mắt một cái, mấy thanh kiếm huyết mạch ở nơi xa đã biến mất, khi xuất hiện lại đã vọt đi cả nghìn trượng. Hình ảnh này khiến sắc mặt Diệp Huyên đanh lại. Mấy đứa này hình như hơi nghịch thiên rồi đúng không? Thanh Khâu đứng một bên cong môi, thấy được chứ? Diệp Huyên gật đầu, rất lợi hại. Thanh Khâu đi đến giúp hắn chỉnh lại y phục xốc xếch, cười nói kiếm đạo vô vàn, huynh cứ từ từ mà đi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, nhà đầu. Ta được biết muội đã từng phân thân, nhưng vì sao bây giờ? Thanh Khâu chớp mắt, huynh muốn hỏi vì sao ta phân thân nhưng vẫn có thể xuất hiện đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Thanh Khâu mỉm cười, vì thân thể này không phải bản thể của ta. Huynh còn nhớ ban đầu nàng từng hợp nhất bốn thanh kiếm để ta xuất hiện không? Diệp Huyên gật đầu, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thanh Khâu, đúng vậy. Nàng đã làm rối loạn một vài đạo pháp để ý thức của ta xuất hiện, khi ấy ta còn hỏi huynh có muốn ta sống hay không, huynh nói có, nên ta đã giấu ý thức vào kiếm của huynh, chờ ngày chuyển thế sống lại. Diệp Huyên nghe vậy thì vỡ lẽ. Thanh Khâu nói tiếp, vì vậy hiện nay các nàng là một thể với ta, lại không phải một thể với ta. Diệp Huyên tò mò, vậy các muội còn hợp thể được nữa không? Thanh Khâu mỉm cười, huynh đoán xem. Diệp Huyên hạ giọng, nếu hợp thể lại thì thực lực của các muội sẽ thế nào? Thanh Khâu lại chớp mắt, huynh đoán xem. Diệp Huyên đen mặt, đoán cái búa ấy. Hợp thể. Diệp Huyên không giấu nổi sự tò mò về khả năng này. Nếu nhóm Thanh Khâu một lần nữa hợp thể thì sẽ kinh khủng đến mức nào nhỉ? Thanh Khâu chợt cười, đại ca, Tần cô nương đến rồi. Diệp Huyên xoay lại, thấy Tần Quan đang đi đến từ xa. Hôm nay nàng ta không mặc áo quần ngắn tay nữa mà thay vào bằng chiếc váy dài màu xanh đen, trông càng trí thức hơn. Nàng ta cười nói, chúng ta đến tinh vực Bỉ Ngạn thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Sau đó quay lại nhìn Thanh Khâu. Nàng ấy cười, huynh đi đi, nơi này có ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Sau đó toàn rời đi cùng Tần Quan. Thì nghe Thanh Khâu gọi, đại ca. Diệp Huyên dừng bước, quay lại nhìn, Thanh Khâu cười nói, nếu có nguy hiểm, hãy trở về đây. Trở về. Diệp Huyên bật cười, nhất định rồi. Sau có cùng Tần Quan biến mất cuối tinh hà. Để lại Thanh Khâu nhìn theo, không biết đang suy nghĩ gì. Tinh vực Bỉ Ngạn. Lần này Tần Quan dẫn theo cả trăm nghìn người, quang minh chính đại mà bước vào nơi này. Đứng trên tàu. Diệp Huyên hỏi nàng ta, có khi nào đại sở trả thù chúng ta không? Tần Quan cười, khả năng rất thấp, trừ khi họ chắc chắn có thể thắng được Thanh Khâu cô nương, bằng không tuyệt đối sẽ không ra tay. Diệp Huyên gật đầu, vậy có thể an tâm thành lập Tiên Bảo Các và Thư Viện Quan Huyên rồi. Tần Quan hưởng ứng, phải dựng nên trong thời gian ngắn nhất. Sau đó nàng ta quay sang nói với ban công đứng bên, tăng tốc lên.
Đối phương gật đầu, được. Rồi dẫn theo người rời đi. Tần quan vừa toan mở miệng thì chợt quay phát ra nhìn bên ngoài, có người đến. Diệp Huyên cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy một người đàn ông trung niên đang chậm rãi đi đến. Ông ấy chính là Sở Thiên Hành, người cầm quyền đại sở hiện nay ở tinh vực Bỉ Ngạn. Sở Thiên Hành đi đến, mỉm cười chào hỏi, chào Tần cô nương và Diệp công tử. Hai người họ nhìn nhau, Diệp Huyên cười đáp, ông cũng vậy. Sở Thiên Hành nhìn bốn phía rồi nói, tại hạ Sở Thiên Hành, hiện phụ trách mọi sự vụ của đại sở. Ông ấy thoáng dừng lại rồi ôm quyền, trước kia đại sở vì một vài chuyện mà mạo phạm đến hai vị, ta đại diện đại sở nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Sắc mặt Diệp Huyên chợt trở nên kỳ lạ. Sở Thiên Hành cười nói, ta được biết hai vị muốn thành lập thư viện ở nơi này. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Sở Thiên Hành, dạo gần đây đại sở cũng có chút quan hệ ở tinh vực Bỉ Ngạn, hai vị có gì cần giúp đỡ chỉ việc nói một tiếng, chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ trong khả năng cho phép. Diệp Huyên chần chừ, sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Sở Thiên Hành cười, xem như là chúng ta nhận lỗi trước các vị. Diệp Huyên nghe vậy thì đổi giọng, thì bên chúng ta mới thành lập, thiếu thốn tiền bạc, ông xem. Đòi tiền. Mặt Sở Thiên Hành cứng lại. Ông ấy không ngờ mình chỉ khách sáo thôi mà người này đã lập tức lấn tới. Diệp Huyên nhìn ông ấy, chờ đợi một câu trả lời. Sở Thiên Hành suy nghĩ một hồi rồi đẩy một chiếc nhẫn chứa đồ sang, mỉm cười nói, Diệp công tử, đại sở ta cũng cần trùng kiến, tiền bạc cũng không được đầy đủ. Chỉ có một chút này, mong công tử thông cảm. Diệp Huyên nhìn vào, thấy bên trong là 500 triệu trụ thần mạch. 500 triệu. Hắn thu nhẫn. Cười nói, vậy là đủ rồi. Sở Thiên Hành khẽ gật đầu, vậy ta không quấy rầy nữa. Nếu có rỗi rãi, mời hai vị đến đại sở làm khách. Diệp Huyên cười đáp, được. Sở Thiên Hành đáp lễ rồi xoay người biến mất giữa lòng vũ trụ. Diệp Huyên đưa nhẫn chứa đồ sang cho Tần Quan. Nàng ta nhìn hắn, làm gì vậy? Diệp Huyên, đưa cho thân nhân của những nhân viên tình báo thiệt mạng đi. Tần quan rơi vào im lặng suốt một hồi mới nhận lấy. Diệp Huyên nhìn về phía đại sở, thì thầm, không ngờ đại sở lại dừng đánh. Nếu là trước kia, bọn họ chỉ hận không thể chết chùm với chúng ta. Tần quan liếc nhìn hắn, người ấy, trước kia chịu nhiều cực khổ, bây giờ lại sinh ra chứng hoang tưởng bị hại. Diệp Huyên cười ha hả. Tần quan, đại sở đang muốn lấy lòng chúng ta, đã thế thì không thể tốt hơn được nữa. Chúng ta có thể dồn lực phát triển tiên bảo các và thư viện quan huyên rồi. Diệp Huyên gật đầu, chỉ còn thiếu thời gian thôi. Hắn nhìn Tần quan, tiểu tháp đâu? Nàng ta trợn mắt, ta còn chưa dùng xong. Diệp Huyên ngần ngừ, đừng nói phú bà định mượn rồi không trả nhé. Tần quan như đọc được suy nghĩ mà nguýt hắn, yên tâm, ta chẳng thèm lấy tiểu tháp của ngươi làm gì. Ta chỉ đang cho người nghiên cứu để xem có thể mô phỏng lại chức năng của nó hay không thôi. Tất nhiên không thể nào nghịch thiên được như Thanh Nhi cô nương, nhưng cho dù chỉ là 1%, thậm chí 1/1000 thôi cũng tốt rồi. Diệp Huyên gật gù, nói cũng phải. Tần quan cười, đợi thêm chút nữa rồi ta trả. Diệp Huyên khẽ gật, được. Sau đó, Tần quan và Diệp Huyên bắt tay vào xây dựng tiên bảo các và thư viện quan huyên. Tần quan phụ trách cái trước. Diệp Huyên phụ trách cái sau. Nhờ có nguồn vốn khổng lồ mà chưa đến nửa tháng sau, cả hai xem như đã được xây xong. Diệp Huyên mỗi ngày đều đi khắp nơi thăm hỏi các nhân tài. Có tình báo âm u điều tra trước, hắn không cần phải đi tìm nữa mà trực tiếp đến tận nơi. Một hôm nọ, hắn và Tần Quan cùng đến gặp một ông cụ trong núi sâu. Người này tên là Ngư Thư. Đã từng dựng nên một thư viện, nhưng vài tháng sau đã phải đóng cửa. Nguyên nhân vì mọi người chỉ thích học võ chứ không học văn. Học vấn có cao đến đâu cũng phải sợ con dao chứ. Diệp Huyên nhìn khắp nơi, thì thầm, người tài mà cũng ẩn thân giữa núi rừng, chà. Tần quan cười, bởi vì người trên thế giới chỉ muốn trở nên mạnh hơn, nắm đấm ai to hơn thì kẻ ấy đứng đầu. Sau này cũng sẽ như vậy, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể thay đổi một chút, bằng cách lập nên trật tự mới. Diệp Huyên cười, vậy trước tiên chúng ta phải có nắm đấm to nhất đã. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế.
Nàng ta nhìn về phương xa, đợi khi thư viện quan huyên của chúng ta trở nên đủ mạnh rồi, tri thức của văn nhân sẽ có đất dụng võ. Chúng ta sẽ cho bọn họ địa vị và quyền lợi, để họ và thế nhân biết được có tri thức chính là có sức mạnh. Nàng ta thoáng dừng lại, đương nhiên, văn võ đều phải cân bằng. Trọng võ khinh văn không tốt, trọng văn khinh võ cũng không được. Diệp Huyên gật gù, đúng thế. Tần quan cười nói, chúng ta đến rồi. Nàng ta nhìn về phương xa, nơi đó có một ông cụ ngồi trước căn nhà lá. Ông mặc trường bào sạch sẽ, đang say sưa đọc quyển sách cổ trong tay. Đó chính là Ngư Thư. Tần quan và Diệp Huyên đi tới nhưng ông cụ cũng không nhìn lên. Tần quan nhìn ông cụ một hồi, cười chào hỏi, Ngư tiên sinh, chúng ta đến từ thư viện quan huyên, muốn mời ông đến làm đạo sư ở văn viện, không biết ý ông thế nào. Nghe đến văn viện, Ngư Thư ngẩng đầu lên, là thư viện của Trúc Lâm lão nhân. Tần quan gật đầu. Ngư Thư hừ cười, ta không có hứng thú. Tần quan mỉm cười, chúng ta trả thù lao rất hậu hĩnh. Ngư Thư bất ngờ nổi giận, được mấy đồng bạc rách mà tưởng hay lắm hả? Hả, kiêu hãnh từ trong xương như lão phu sao có thể vì tiền tài mà khom? Ngư Thư, 1 triệu trụ thần mạch cho 1 năm. 1 triệu trụ thần mạch. Ngư Thư ngẩn ra, đoạn thoát cái đứng dậy ôm quyền, ban nãy ta lỡ lời, xin lỗi Tần cô nương. Ta sẵn sàng đến văn viện dạy học. Thoáng dừng lại một chút, hỏi, nhậm chức ngay được không? Diệp Huyên, một hồi sau, Diệp Huyên và Tần quan rời khỏi sơn mạch. Trên đường đi, Diệp Huyên thì thầm, ta cứ tưởng ông ấy sẽ cứng đầu hơn. Tần quan đáp, mỗi người đều có một cái giá mà. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy thật. Tần quan cười, ta đưa ngươi đến nơi này. Sau đó ngự kiếm bay lên. Diệp Huyên vung tay, hóa thành kiếm quang đuổi theo. Một hồi sau, Tần quan dẫn Diệp Huyên đi đến một vùng vũ trụ nọ, nơi đã có 100.000 người tụ tập. Tất cả đều là người của Tần quan, được dẫn đầu bởi Lão Trận. Thấy hai người kia đến, ông ấy vội vàng ra tiếp đón, cung kính hành lễ, các chủ, Diệp công tử. Tần quan gật đầu, hỏi, sao rồi? Lão Trận đáp, rất khó. Tần quan, khó thế nào? Lão Trận cười khổ, vì ở quá xa, một số vách ngăn vũ trụ trong tinh không đều có sức mạnh bí ẩn bảo vệ, chúng ta khó mà tùy tiện phá hủy, vì vậy tiến độ có phần chậm lại. Tần quan nghĩ một hồi, quay sang nói với Diệp Huyên, ta cần dùng kiếm thanh huyên của ngươi. Diệp Huyên, cô muốn tạo truyền tống trận giữa tinh vực Bỉ Ngạn và cổ hoang chi địa. Tần quan gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên, làm vậy sẽ tốn bao nhiêu tiền? Tần quan im lặng nghĩ ngợi một hồi, một khoản lớn, tầm 1% tài sản của ta. Diệp Huyên cứng đờ. Má ơi! Thiên lý không còn nữa sao? Tần quan cười, một khi tạo được truyền tống trận, chúng ta có thể dễ dàng qua lại giữa hai vùng đất, vừa có thể chậm rãi tiếp xúc cổ hoang chi địa, vừa có thể phát triển ở đó. Nàng ta thoáng dừng lại, ở quê hương của ta có câu, muốn giàu thì phải sửa đường. Chúng ta trước tiên phải tu sửa đường xá, kết nối hai bên. Diệp Huyên, nghĩa là cần kiếm thanh huyên của ta đúng không? Tần quan gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên đưa tay. Để kiếm thanh huyên bay đến trước mặt Tần quan. Nàng ta lắc đầu, phải do ngươi dùng, giúp Lão Trận khai thông vách ngăn tinh vực ra mới được. Nàng ta thoáng dừng lại, đợi nó được dựng lên rồi, 3 phần lợi nhuận sẽ là của ngươi. Diệp Huyên nói ngay, cô nói gì vậy? Chuyện của cô cũng là chuyện của ta, đem tiền bạc vào chỉ tổ làm mít lòng nhau, sau này đừng nói vậy nữa. Tần quan. Giọng tiểu hồn vang lên trong đầu Diệp Huyên. Tiểu chủ đang âm mưu gì đó lớn hơn đúng không? Diệp Huyên. Có Diệp Huyên và kiếm thanh huyên giúp sức, vách ngăn vũ trụ giữa các tinh vực nhanh chóng bị xóa sổ. Lão Trận và những người khác tức tốc bố trí truyền tống trận. 1 tháng sau. Trước mắt Diệp Huyên và Tần quan là một truyền tống trận khổng lồ chiếm cứ hơn 1/2 tinh không. Tần quan thì thầm, thành công rồi. Diệp Huyên gật gù. Suốt 1 tháng qua. Ngày nào hắn cũng đến đây giúp đỡ, phải cảm thán truyền tống trận đúng là thứ hao tiền tốn của. Ngày nào cũng nuốt tiền như hạm. E rằng trừ Tần quan ra, không ai khác có thể lập nên một truyền tống trận khổng lồ cỡ này. Tần quan lại nói, từ giờ trở đi, chúng ta có thể đến cổ hoang khi nào cũng được.
Diệp Huyên nhìn sang, đi ngay luôn ư? Tần quan lắc đầu, không được. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tần quan liếc hắn, bây giờ mà qua đó là bị đánh như con ngay. Diệp Huyên sượng ngắt. Bị đánh như con. Hắn không muốn phải trải qua những ngày như vậy nữa. Tần quan cười, chúng ta còn phải tu luyện thêm, người cũng phải đạt đến phá tâm cảnh. Phá tâm cảnh. Diệp Huyên, được. Tần quan, đi thôi, ta đưa ngươi đến võ các. Sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên đi theo. Kinh đô. Khi tần quan đưa Diệp Huyên đến võ các, Trần Võ và những người khác đã cung kính đợi sẵn. Bọn họ hành lễ, các chủ, Diệp công tử. Tần quan nói với Diệp Huyên, đây là quà tặng ngươi. Diệp Huyên sửng sốt. Tần quan cong môi cười, nói với Trần Võ, bắt đầu đi. Trần Võ gật đầu, nói với Diệp Huyên, mời Diệp công tử thi triển lại sát na vô địch. Diệp Huyên gật đầu rồi vung kiếm, chỉ trong chớp mắt, hắn rời khỏi vũ trụ hiện tại, bước vào vũ trụ thứ nguyên. Trần Võ vội vàng vung tay, để một tia sáng trắng chui vào giữa trán Diệp Huyên, để vô vàn thông tin tràn vào đầu hắn. Đó là một bộ công pháp mang tên Quan Huyên Pháp. Vừa biết được cái tên, Diệp Huyên bỗng rơi vào im lặng. Không cần hỏi cũng biết do tần quan viết rồi. Trần Võ vội nói, Diệp công tử vận chuyển tâm pháp đi. Diệp Huyên gật đầu, nhắm mắt lại rồi bắt đầu vận chuyển công pháp. Một chốc sau, cả người hắn run rẩy kịch liệt, sau đó là vô vàn sức mạnh thần bí trong vũ trụ thứ nguyên không ngừng ùa về phía hắn. Diệp Huyên sửng sốt, vươn tay muốn thu lấy chúng. Lại nghe tần quan nói, đừng nên lộn xộn, bằng không ngươi sẽ bị người bảo vệ vũ trụ thứ nguyên phát hiện. Nếu ngươi chỉ lấy một ít thôi thì vẫn được cho phép, sẽ không kinh động đến họ. Diệp Huyên gật đầu rồi bắt đầu điên cuồng hấp thu số sức mạnh này của vũ trụ thứ nguyên. Dần ra, khí tức của hắn càng trở nên kinh khủng. Tần quan bỗng phấn khởi reo lên, đi ra đi. Diệp Huyên tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Đi ra, hắn thấy Trần Võ và những người khác đều tỏ ra đầy kích động. Tò mò hỏi, các người kích động gì vậy? Tần quan cười, chẳng lẽ ngươi chưa nhìn ra? Diệp Huyên càng khó hiểu, nhìn ra cái gì? Tần quan liếc hắn, rằng ngươi có thể hấp thu rất nhiều sức mạnh của vũ trụ thứ nguyên, mà lại còn vô cùng dễ dàng. Diệp Huyên, chẳng lẽ bình thường chỉ được rất ít? Tần quan gật đầu, đúng vậy, cường giả phá tâm cảnh thông thường như Sở Nam còn không hấp thu được bằng 1/5 của ngươi, chưa kể ban nãy ngươi còn có thể hấp thu liên tục. Diệp Huyên, vì sao? Tần quan giơ hai ngón tay lên, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, khác với Sở Nam, ngươi trực tiếp tiến vào thứ nguyên giới chứ không dùng thế giới này làm trung gian, tương đương với ăn giá chênh lệch mua bán. Hả? Diệp Huyên nghịch ra, ăn giá chênh lệch là gì? Trần Võ và những người khác cũng nhìn nàng ta đầy tò mò. Tần quan chớp mắt, cái này không quan trọng. Mấu chốt là ngươi không cần dùng vũ trụ song song này làm trung gian mà có thể trực tiếp tiến vào thứ nguyên giới. Nguyên nhân thứ hai là kiếm của ngươi. Ở vũ trụ kia, kiếm thanh huyên cũng có tác dụng rất lớn, đó là có thể giúp ngươi hấp thu sức mạnh của vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên nghe vậy thì nhìn kiếm thanh huyên. Đúng như tần quan nói, ban nãy khi sử dụng nó, hắn đã cảm nhận được vô vàn sức mạnh từ vũ trụ thứ nguyên theo kiếm tràn vào cơ thể. Tần quan lại nói, thêm Quan Huyên Pháp đặc biệt của ta, có thể nói phá tâm cảnh của ngươi là vô cùng chất lượng. Diệp Huyên, ta đạt đến phá tâm cảnh rồi ư. Tần quan chớp mắt, đương nhiên rồi. Diệp Huyên nhíu mày, đơn giản vậy thôi ư. Sắc mặt nhóm Trần Võ chợt trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn họ, sao vậy? Tần quan lắc đầu cười, ngươi biết vì sao lại đơn giản vậy không? Diệp Huyên lắc đầu. Tần quan nghiêm túc nói, vì Quan Huyên Pháp do ta và nhóm lão Trần cùng nghiên cứu hơn 100 năm trong tiểu tháp mới cho ra đời được. Chúng ta đã đơn giản hóa nó thành không có gì phức tạp cho ngươi tu luyện. Diệp Huyên, vậy nếu người khác dùng nó? Tần quan lắc đầu, trừ ngươi ra, không ai có thể. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Tần quan, vì người khác không thể tiến vào vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên ngẩn người. Tần quan nhìn hắn, mấu chốt nhất không nằm ở công pháp mà ở việc ngươi có thể tiến vào thứ nguyên giới. Cho dù là cường giả phá tâm cảnh cũng không thể làm vậy mà phải dùng vũ trụ song song này làm môi giới liên kết.
Nếu người khác tu luyện công pháp này, hắn sẽ phải trải qua một cửa ải rất khó khăn, đó là phải kết nối được với vũ trụ này trước tiên, sau đó dùng nó làm môi giới liên kết với vũ trụ thứ nguyên. Không phải khó bình thường đâu, hơn nữa hiệu quả còn quá thấp. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan tiếp tục, ngoài ra thì còn nhờ thanh kiếm đặc biệt của ngươi nữa. Vũ trụ thứ nguyên không chỉ không bài xích nó mà dường như còn rất thích, nên ngươi mới có ưu thế trời ban. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Tần Quan nói tiếp, có ưu thế này rồi, ngươi muốn đạt đến vô tâm cảnh cũng sẽ dễ hơn rất nhiều. Nhưng còn phải đợi thêm một hồi, tại đang thiếu công pháp. Diệp Huyên, nói cách khác, ta đây xem như đang ăn gian. Tần Quan lắc đầu, ăn gian gì chứ, ngươi là bật hách luôn rồi. Diệp Huyên. Tần Quan cười, có lẽ mục đích thật sự của Dương Bá Phụ khi truyền thụ kiếm kỹ này cho ngươi cũng là muốn ngươi sớm tiếp xúc với thứ nguyên giới. Ông ấy thâm sâu thật. Diệp Huyên lắc đầu cười. Xem ra cha vẫn còn nhân tính. Người đàn ông áo xanh. Tần Quan, việc ngươi cần làm bây giờ là tìm ra cách nhanh chóng hấp thu và sử dụng sức mạnh của vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên gật đầu, ban nãy khi hấp thu, hắn đã phát hiện sức mạnh của vũ trụ thứ nguyên khủng khiếp vô cùng. Chẳng trách sao trước kia hắn khó mà vượt cấp đánh bại Sở Nam. Chỉ kém một cảnh giới, nhưng khác biệt một trời một vực. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên ngày ngày đều tiến vào vũ trụ thứ nguyên để hấp thu sức mạnh. Ban đầu còn có chút luống cuống, nhưng hắn ngày càng thành thục, hơn nữa còn hấp thu được nhiều hơn cường giả phá tâm cảnh bình thường rất nhiều, ít nhất là 5 đến 6 lần. Tần Quan nói đúng, hắn không bị mất khoảng giá chênh lệch kia. Hắn căn bản không cần mượn vũ trụ song song làm trung gian, bởi vì hắn có thể trực tiếp tiến vào vũ trụ thứ nguyên, nhưng dĩ nhiên cũng không dám làm bậy ở đó. Vì hắn sợ, hắn tuyệt đối không đánh lại người bảo vệ vũ trụ thứ nguyên vào lúc này. Vì vậy cho dù đã tiến vào vũ trụ thứ nguyên nhưng hắn cũng chỉ hấp thu sức mạnh mà không dám đi lung tung. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên ở tinh vực Bỉ Ngạn cũng đang phát triển nhanh chóng, danh tiếng cũng ngày càng lên cao khi mọi người ở đó đều biết thủ lĩnh của hai thế lực này đã tiêu diệt Đại Sở Giới. Mà Đại Sở Giới lại không báo thù. Việc này đã chứng tỏ rất nhiều thứ. Vì vậy ngày càng có nhiều người gia nhập Thư viện Quan Huyên, chỉ trong một thời gian ngắn mà Thư viện đã thu nhận mấy chục nghìn. Dĩ nhiên là không phải bà ai cũng thu mà phải có tiêu chuẩn sát hạch. Không như những thế lực khác, Thư viện Quan Huyên trừ kiểm tra thiên phú ra thì còn đánh giá cả tâm tính và nghị lực. Cho dù cái trước không tốt nhưng hai cái sau đều tốt thì vẫn có thể gia nhập. Đã vậy, đãi ngộ sau khi gia nhập Thư viện Quan Huyên lại còn cực tốt. Có công pháp, tiền bạc và đủ thứ tài nguyên tu luyện. Thế là có vô số người muốn gia nhập, khiến danh tiếng của Thư viện ở tinh vực Bỉ Ngạn ngày càng lên cao. Về phần Tiên Bảo Các, nó cũng nhanh chóng trở thành thị trường giao dịch lớn nhất tinh vực Bỉ Ngạn trong thời gian ngắn. Diệp Huyên không khỏi khiếp sợ trước tốc độ phát triển này, không ngờ lại nhanh như vậy, nhưng Tần Quan lại cho rằng bình thường. Hắn không hiểu ra sao bèn đi hỏi, Tần Quan chỉ đáp lại 5 chữ, sức mạnh của đồng tiền. Diệp Huyên. Trong lúc hai thế lực này phát triển, Đại Sở không chỉ không làm khó dễ mà còn dốc lòng tương trợ lẫn lấy lòng. Thái độ của họ khiến vô số thế lực lớn nhỏ ở tinh vực Bỉ Ngạn bối rối. Bọn họ không muốn báo thù sao? Đại Sở Giới. Bọn họ hiện nay đã trùng tu, nhưng khung cảnh vẫn còn thê lương. Cú nổ của Tần Quan suýt nữa đã xóa sổ toàn bộ tộc nhân Đại Sở tộc, tuy hiện vẫn giữ lại được vài phần nhưng cũng không nhiều nhặn gì. Sở Thiên Hành đứng trên một đỉnh núi, dõi mắt nhìn về phía Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên với vẻ phức tạp. Một ông lão áo đen xuất hiện phía sau ông ta, trần trừ hỏi, Thiên Hành trưởng lão, thù của Đại Sở ta cứ thế bỏ qua ư. Sở Thiên Hành nhắm mắt lại, bằng không thì thế nào. Ông lão kia hạ giọng, chúng ta không cam. Sở Thiên Hành nhìn ông ta, bây giờ chịu vô liêm sỉ một chút thì Đại Sở còn có tương lai, nhưng báo thù thì ngày diệt tộc không còn xa nữa. Khi không đủ sức thì phải biết luồn cúi, biết sợ sệt. Mặt mũi là gì? Mạng cũng không còn thì đừng nói đến mặt mũi, hiểu chưa? Hận không? Sở Thiên Hành hận chứ? Tộc nhân Đại Sở bị giết hết 7, 8 phần, hỏi ông ta sao có thể không hận, sao có thể không muốn báo thù?
nhưng ông ấy không còn lựa chọn nào khác. Khi báo thù có thể dẫn đến diệt tộc. Một hồi sau, Sở Thiên Hành khẽ lắc đầu, tập trung phát triển Chiến Hoang Thành. Rồi xoay người rời đi. Chiến Hoang Thành. Đây là nơi đại sở đánh được, có thể xem như đã trụ vững. Dĩ nhiên mất đi quyền lên tiếng ở tinh vực Bỉ Ngạn là một tổn thất vô cùng lớn với họ, bởi vì mỗi năm họ thu lấy không ít trụ thần mạch từ tinh vực này. Nhưng bây giờ nó đã là nơi của Tiên Bảo Các và Thư Viện Quan Huyên. Sở Thiên Hành thấp giọng thở dài. Sở Nam mắc tội quá nặng. Nếu ông ta không phải cường giả không cảnh phá tâm thì nên bị xử tử rồi. Nơi nào đó trong vũ trụ, Diệp Huyên và Tần Quan nhìn truyền tống trận khổng lồ trước mặt. Diệp Huyên hỏi, chúng ta đi ngay sao? Tần Quan gật đầu, có thể sang đó nhìn xem. Diệp Huyên, khoa học kỹ thuật của cô đột phá rồi. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên tròn mắt, cho ta nhìn thử được không? Tần Quan cong môi, đợi chừng nào có cơ hội đã. Diệp Huyên lắc đầu cười, được thôi. Tần Quan, đi thôi tiểu huyên tử. Sau đó cùng Diệp Huyên bước vào truyền tống trận, họ lập tức nghe một giọng nói vang lên, xin hãy trao quyền. Thấy Tần Quan nhìn sang, Diệp Huyên thoáng ngẩn ra, ta trao quyền á. Tần Quan cười, thử xem. Diệp Huyên gật đầu, ta trao quyền. Giọng nói kia lại vang lên, trao quyền thành công. Quỳnh. Truyền tống trận bất ngờ chấn động, để hai người thoát cái biến mất trong vũ trụ. Diệp Huyên và Tần Quan lướt qua trong thông đạo truyền tống thời không với tốc độ khủng khiếp. Diệp Huyên không nhịn được mà nhìn Tần Quan. Hắn dám xác định nàng ta không dùng bất kỳ ngoại vật gì, nhưng lại chẳng hề hấn gì. Vị phú bà này không biết tu luyện thật sao? Hắn rất muốn hỏi. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Bỗng Tần Quan nói, đầu kia truyền tống trận chính là biên giới cổ hoang chi địa, có nghĩa là nơi ấy cực kỳ hưu quạnh. Diệp Huyên tò mò hỏi, cổ hoang rốt cuộc lớn đến đâu? Tần Quan nghĩ nghĩ, cụ thể bao nhiêu thì người của ta chưa biết được, chỉ có thể xác định là tinh vực Bỉ Ngạn chỉ như một giọt nước trong đại dương so với cổ hoang. Diệp Huyên không khỏi kinh hãi. Tần Quan cười, hết hồn đúng không? Diệp Huyên gật đầu, hạ giọng hỏi, lớn vậy thật sao? Tần Quan gật đầu, nơi ấy chính là điểm kết thúc của thế giới song song của chúng ta, cũng là điểm kết của văn minh võ đạo trong vũ trụ này. Diệp Huyên nhìn sang, chúng ta đi qua đó sẽ không bị đánh chứ? Tần Quan cười, tạm thời chưa biết. Diệp Huyên lắc đầu cười. Tần Quan bỗng nói, tiểu huyên tử, thế giới này không có công bằng. Người mạnh bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu đặc biệt. Hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên nhìn sang, gật gật đầu. Tần Quan mỉm cười, chúng ta phải nỗ lực lên. Ta cố gắng làm chuyện ta muốn làm, người cũng cố gắng trở nên ưu tú như Tam Kiếm. Diệp Huyên cười đáp, được. Tất nhiên là phải nỗ lực rồi, bởi ăn no chờ chết không phải phong cách của hắn. Cơ mà khi gần gọi chi viện thì vẫn gọi nhá. Chợt nghe Tần Quan nói, đến nơi rồi. Đến rồi. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, dõi mắt nhìn lên, thấy một quầng sáng trắng nằm ở nơi xa. Hai người nhanh chóng lao vào đó. Quỳnh! Lối vào truyền tống trận tức khắc đóng lại. Khi mở mắt ra, Diệp Huyên thấy mình đang đứng trước một tòa thành cổ với diện tích khiêm tốn, đồng thời trông hoang tàn vắng vẻ vô cùng. Tần Quan cười nói, đây là Quan Huyên Thành. Diệp Huyên ngẩn ra, Quan Huyên Thành. Tần Quan gật đầu. Một tòa thành hoang bị vứt bỏ, bên trong căn bản không có ai, rất phù hợp để trở thành căn cứ của chúng ta. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía rồi nhanh chóng nhíu mày khi nhìn thấy vô số thi hài la liệt quanh thành. Tần Quan, người của ta đã điều tra, nói nơi này gần sơn mạch yêu thú, thường bị chúng đến gần cướp bóc, vậy nên không có thế lực nào muốn chiếm cứ nó. Dần ra, nơi này trở thành thành hoang. Diệp Huyên hỏi, yêu thú trong sơn mạch có mạnh không? Tần Quan chớp mắt, chưa biết, đoạn vỗ vai hắn, tiểu huyên tử, hãy nhớ chúng ta không đến để gây sự, nhưng cũng không sợ nếu có gì phát sinh. Diệp Huyên bật cười. Khi Tần Quan dẫn Diệp Huyên vào thành, có một ông lão nhanh nhẹn bước ra. Cung kính thi lễ với họ, tham kiến các chủ và Diệp công tử. Tần Quan cười nói với Diệp Huyên, giới thiệu với ngươi, đây là lão Tằng. Việc quản lý và phát triển trong thành sau này đều do ông ấy quản lý.
Diệp Huyên cười với Lão Tằng, chào Tằng Lão. Đối phương vội nói, Diệp công tử gọi ta Lão Tằng là được rồi. Tần quan, Lão Tằng, cho chúng ta biết tình huống của Cổ Hoang đi. Lão Tằng gật đầu, mặt nghiêm lại, các chủ, Cổ Hoang này rất phức tạp, ta phải bẩm báo kỹ lưỡng cho người. Tần quan gật đầu, được. Lão Tằng, chúng ta sang nơi khác. Tần quan, ông dẫn đường đi. Lão Tằng đưa họ đến một quán rượu nhỏ, bên trong không có ai nhưng rất sạch sẽ. Ngồi xuống cùng Diệp Huyên rồi, Tần quan nói với Lão Tằng, ông cũng ngồi đi. Ông ta lắc đầu nguầy nguậy, ta đứng là được. Sau đó vội vàng mang ra một chai rượu ngon cùng hai cái chén, rót cho từng người. Tần quan, nói đi. Lão Tằng gật đầu, lấy một tấm bản đồ ra, bẩm các chủ và Diệp công tử, chúng ta hiện đang ở biên giới Cổ Hoang. Nơi này vô cùng hẻo lánh, chỉ có thế lực từ các vũ trụ khác sinh sống. Có hai nguyên nhân khiến họ đến Cổ Hoang, một, nơi này là điểm kết thúc của vũ trụ song song và võ đạo trong vũ trụ, bắt buộc phải đến nếu muốn phát triển tốt hơn. Thứ hai, ở đây có một thứ trong truyền thuyết, thứ nguyên tinh. Diệp Huyên nhíu mày, thứ nguyên tinh. Lão Tằng gật đầu, là một loại tinh thạch vô cùng đặc thù, dùng để gia tăng tu vi. Thứ nguyên tinh khác nhau sẽ có mức độ gia tăng khác nhau. Thứ nguyên tinh chia làm bốn loại, thấp nhất là hạ đẳng, thứ yếu là trung đẳng, tiếp theo là thượng đẳng, sau cùng là cực phẩm. Nghe đồn rằng một viên thứ nguyên tinh cực phẩm có thể gia tăng 300 năm tu vi. 300 năm tu vi. Diệp Huyên quay phát sang Tần Quan, nghe nàng ta cười nói, ông ấy nói không sai. Một viên thứ nguyên tinh cực phẩm có thể gia tăng ít nhất 300 năm tu vi. Ngoài ra còn có một loại thứ nguyên tinh đặc biệt màu tím, được gọi là tinh vương, chỉ một viên thôi có thể gia tăng ít nhất 1000 năm tu vi. Diệp Huyên, tác dụng lớn vậy thật sao? Tần quan gật đầu, vì thứ nguyên tinh không phải linh thạch thuộc về vũ trụ song song mà đến từ vũ trụ thứ nguyên, bên trong chứa nguyên thần lực rất đặc biệt, có thể gia tăng một lượng lớn tu vi. Lão Tằng gật gù, chúng cực kỳ quý giá. Rất nhiều cường giả đến đây đều là để tìm được chúng. Diệp Huyên hỏi, phải làm sao để tìm được? Lão Tằng vừa định mở miệng thì thời không bốn phía bỗng run lên bần bật. Diệp Huyên nhíu mày, nắm chặt chuôi kiếm Thanh Huyên theo bản năng. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không gian nơi chân trời chợt xuất hiện vô số vết rạn. Sau đó, một vật thể khổng lồ chậm rãi bay ra rồi mở bung, chút xuống vô số thứ ngổn ngang. Diệp Huyên còn đang không hiểu gì thì nghe thấy tiếng la hét vang lên từ bốn phía. Sau đó, hàng loạt cường giả từ bốn phương tám hướng lao vọt về phía đống lộn xộn kia. Hắn nhíu mày, đó là gì? Lão Tằng, là rác. Hả? Diệp Huyên nhìn ông ấy, rác. Lão Tằng hạ giọng, những thứ kia chính là rác do vũ trụ thứ nguyên trút xuống, bên trong có thể sẽ chứa một ít thứ nguyên tinh không hoàn hảo, còn có thể có một số thần vật hỏng hóc hoặc hư hại đến từ nơi kia. Ở vũ trụ thứ nguyên, chúng là rác, nhưng ở đây lại là thần vật. Nếu ai may mắn nhặt được thứ hữu dụng có thể đổi lấy vô số nguyên thần tinh. Diệp Huyên im lặng một hồi mới hỏi, vì sao họ lại vứt rác sang vũ trụ song song? Lão Tằng nhìn hắn, có rất nhiều nguyên nhân. Ta biết một trong đó chính là họ xem thường, muốn hạ nhục vũ trụ song song. Diệp Huyên nhìn đống rác nơi xa với vẻ phức tạp. Ngày càng có nhiều người bu đen bu đỏ lại, đã hơn mấy trăm nghìn, tất cả chỉ để tranh giành một mớ rác. Như nghĩ đến điều gì, hắn chợt nhìn lên vật thể khổng lồ chở rác đến kia. Chỉ thấy từ trên bong, một cô gái đang chậm rãi đi xuống biên giới. Người này để tóc dài xõa vai, có hai lọn tóc mái rất dài rũ xuống bao quanh mặt. Nàng ta mặc váy dài trắng như tuyết, trong tay ôm một con thú nhỏ đang khép mắt rúc mình vào ngực nàng ta. Ánh mắt nàng ta nhìn xuống chỉ có hờ hững. Chợt, như cảm nhận được gì, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Diệp Huyên ở trong thành. Nhận thấy ánh mắt hắn, đôi mày nàng ta nhíu lại. Lúc này, có một người đàn ông đi đến cạnh bên, nhìn theo ánh mắt nàng ta mà thấy Diệp Huyên. Cô gái khẽ cười, không đi tranh giành. Thú vị thật, ta muốn xem thử xem hắn còn giữ được cốt khí ấy đến khi nào. Ta thích nhất là thăm dò nhân tính. Người đàn ông khó hiểu, cô có ý gì? Cô gái chợt nhấc chân, chỉ dùng một bước đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan. Diệp Huyên sửng sốt. Tần Quan nhìn trước ngực nàng ta, bĩu môi xem thường.
chỉ thấy cô gái xòe tay, để một viên tinh thạch to bằng quả đấm xuất hiện trên bàn. Nói với Diệp Huyên, quỳ xuống, tinh thạch cực phẩm này sẽ là của ngươi. Tinh thạch cực phẩm. Nào ngờ Tần Quan lại vung tay, đặt một viên tinh thạch màu tím to bằng quả đấm xuất hiện trên bàn. Cô gái thấy nó thì ngạc nhiên. Tần Quan, quỳ xuống, tinh vương cực phẩm này sẽ là của ngươi. Diệp Huyên và Lão Tằng cũng kinh ngạc không kém. Phú bà có cả tinh vương á. Tần Quan cười, thấy không đủ chứ gì. Nàng ta vung tay, để 10 viên tinh vương xuất hiện, nhìn thẳng vào mắt cô gái, ngươi là cái thá gì mà tính dùng tiền hạ nhục chúng ta. Bà cười vào mặt con quỷ nghèo khổ nhà ngươi. Diệp Huyên, không thể không nói, Diệp Huyên thật sự thấy ngạc nhiên. Hắn biết Tần Quan rất giàu có, nhưng hắn không ngờ nàng ta lại có cả thứ nguyên tinh của cổ hoang chi địa, hơn nữa còn là tinh vương. Thật sự quá vô lý. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tần Quan, thầm thở dài trong lòng. Càng tiếp xúc lâu với phú bà này, hắn càng cảm thấy nàng ta rất thần bí. Không chỉ mỗi Diệp Huyên khiếp sợ, mà còn có cả cô gái váy trắng ở một bên, khi thấy Tần Quan lấy ra nhiều tinh vương như thế, ả ta cũng sửng sốt. Đây là tinh vương. Dù ở vũ trụ thứ nguyên, đó cũng là một tồn tại vô cùng hiếm có. Cả ả ta cũng không có thứ này. Nhưng người phụ nữ trước mắt lại có. Khi nghe thấy lời nói mang tính sỉ nhục của Tần Quan, cô gái váy trắng híp mắt lại, nữ nhân, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Tần Quan cười hỏi, cô muốn đánh ta à? Cô gái váy trắng nhìn những tinh vương trên bàn, cười khẽ, đúng là thú vị. Nói xong, ả ta đứng dậy rời đi. Cô gái nhanh chóng xuất hiện trên chiếc phi hạm kia, phi hạm dần trở nên hư ảo, nhưng nàng ta vẫn còn nhìn chằm chằm Tần Quan bên dưới. Chẳng mấy chốc, phi hạm đã biến mất. Diệp Huyên cất lời, có lẽ khi nãy nàng ta động lòng rồi. Nhưng lại không ra tay, là vì cảm nhận được sự mạnh mẽ của ta sao? Lão Tằng ở bên cạnh thoáng do dự, sau đó nói, nàng ta không dám ra tay là vì năm đó Cổ Thiên Đế từng ký hiệp ước bình đẳng với Thánh Vương Điện, bất cứ người nào của vũ trụ thứ nguyên cũng không được giết người ở vũ trụ bình hành. Người nào làm trái với điều này, thần hồn sẽ bị đánh tan. Người khi nãy chỉ là người của vũ trụ thứ nguyên một, cho nàng ta 10 lá gan, nàng ta cũng không dám ra tay ở nơi này. Tuy Cổ Thiên Đế đã chết, nhưng hiệp ước kia bây giờ vẫn còn, nếu nàng ta làm trái hiệp ước, Thánh Vương Điện cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hắn trầm giọng nói, nếu thế, là Cổ Thiên Đế giành lấy hòa bình cho vũ trụ bình hành sao? Lão Tằng gật đầu, cổ hoang chi địa từng xuất hiện không ít đại đệ, nhưng Cổ Thiên Đế mãi mãi đứng đầu, hơn nữa cũng là đệ nhất đại đế trong lòng tất cả mọi người. Là ông ấy giữ được sự tôn nghiêm cho vũ trụ bình hành. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi mới tiếp tục, nhưng có lẽ chuyện này sẽ khá phiền phức. Vì dù nàng ta không thể ra tay, nhưng nàng ta có thể bảo người của thế giới này ra tay với chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức nhíu mày. Lão Tằng cười khổ, sau Cổ Thiên Đế, thật ra có rất nhiều người và thế lực ở thế giới này vì có được nhiều lợi ích hơn mà đầu quân cho vũ trụ thứ nguyên, cam lòng làm tay sai cho bọn họ. Chỉ có những thế lực cao cấp ở trung tâm cổ hoang chi địa mới khá là kiên cường thôi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu nói thế, chúng ta sẽ gặp phải phiền phức nhanh thôi. Lão Tằng gật đầu. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tần Quan, Tiểu Quan, sao cô lại có nhiều tinh vương thế? Tần Quan chớp mắt, Tiểu Quan. Diệp Huyên gật đầu, cô gọi tôi là Tiểu Huyên Tử, tôi gọi cô là Tiểu Quan, có vấn đề gì sao? Tần Quan ngẫm nghĩ, sau đó cười đáp, được. Dứt lời, nàng ta cất những tinh vương trước mặt đi, sau đó nói, ta có một mỏ thứ nguyên tinh. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lão Tằng cũng tỏ vẻ khó tin. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Tần Quan đến cổ hoang chi địa. Thấy hai người tỏ vẻ khó hiểu, Tần Quan cười nói, mỏ thứ nguyên tinh của ta nằm ở vũ trụ thứ nguyên, nhưng cũng không lớn lắm, chỉ đủ dùng thôi, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang ở vũ trụ bình hành mà. Diệp Huyên trầm giọng nói, sao cô lại có được một tinh mỏ ở vũ trụ thứ nguyên? Tần Quan cười đáp, chuyện này nói ra thì dài lắm. Diệp Huyên. Tần Quan nói tiếp, ngươi chắc chắn là ngươi muốn biết à? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi.
Tần Quan khẽ mỉm cười, ta đã từng đi đến vũ trụ thứ nguyên một lần cùng với phụ thân của ngươi. Diệp Huyên sửng sốt. Tần Quan cười nói, đó là một chuyện từ khá lâu rồi. Khi đó y cho ta một tia kiếm quang, mà ta cảm thấy khá tò mò với vũ trụ thứ nguyên, cho nên bảo y dẫn ta đi dạo một vòng, sau đó ta làm ra một tinh mỏ ở đó, còn bồi dưỡng một người, bây giờ nàng ở đó phụ trách sản nghiệp của ta ở vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, có nghĩa là cô đã phát triển đến vũ trụ thứ nguyên rồi à? Tần Quan cười đáp, đúng thế. Nhưng ta cũng không thể đi vào đó, nếu ta đi vào sẽ bị người bảo vệ của vũ trụ thứ nguyên nhằm vào. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, người phụ trách quản lý sản nghiệp giúp cô có thể sẽ. Tần Quan lắc đầu, không đâu. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Tần Quan cười đáp, vì nàng từng chứng kiến sức mạnh của phụ thân ngươi. Diệp Huyên. Tần Quan nhếch môi, năm đó khi ta và phụ thân ngươi tiến vào vũ trụ thứ nguyên cũng đã khiến người bảo vệ vũ trụ thứ nguyên chú ý đến. Diệp Huyên khá tò mò, sau đó thì sao? Tần Quan chớp mắt, sau đó vị trí người bảo vệ của vũ trụ thứ nguyên một phải đổi người mới. Diệp Huyên. Tần Quan lại nói, dù ta không thể tiến vào vũ trụ thứ nguyên một, nhưng người của ta lại có thể đến nơi đó, vì thế, ta khá hiểu rõ cổ hoang chi địa. Đương nhiên là với cả vũ trụ thứ nguyên một. Diệp Huyên giơ ngón cái lên, Tiểu Quan, cô đúng là rất lợi hại. Tần Quan lắc đầu, làm ăn buôn bán phải có kẻ chống lưng vững chắc. Dương Bá Phụ giúp ta 3 lần, không có 3 lần này, ta cũng không thể phát triển được như thế này. Diệp Huyên hơi tò mò, 3 lần nào vậy? Tần Quan đáp, 1 lần ở vũ trụ bình hành, 1 lần ở vũ trụ thứ nguyên, còn 1 lần nữa. Nói đến đây, nàng ta cười hì hì, tạm thời giữ bí mật. Diệp Huyên cạn lời. Chết tiệt! Cha ruột mà thế này à? Con trai thì luôn nuôi thả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như phụ thân cũng giúp hắn rất nhiều, không nói đến điều gì khác, chỉ kiếm kỹ sát na vô địch này thôi đã khiến hắn khá là mạnh rồi. Tần Quan nói tiếp, chúng ta tạm thời không thể đi đến vũ trụ thứ nguyên, nơi đó rất căm thù vũ trụ bình hành này. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tần Quan cười nói, chuỗi coi thường. Bất cứ thế giới nào cũng đều có chuỗi coi thường, bên trên coi thường bên dưới coi thường bên dưới nữa. Còn có một vài nguyên nhân có thể là vì Cổ Thiên Đế, năm đó Cổ Thiên Đế đi từ vũ trụ thứ nguyên 1 đến vũ trụ thứ nguyên 9, đánh bọn họ thê thảm, cho nên bọn họ xem vũ trụ bình hành chúng ta là kẻ thù. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan nhìn xung quanh, sau đó nói, Lão Tằng, tòa thành này cũng nát quá, cần phải sửa chữa lại cho đàng hoàng, chuyện này ta giao cho ông. Lão Tăng vội cung kính cúi người, thuộc hạ đã biết. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, người có biết thánh địa của cổ hoang chi địa này không? Diệp Huyên lắc đầu. Tần Quan nhẹ giọng nói, thánh thành, cũng chính là cổ hoang thành, đây là thánh địa của cổ hoang chi địa, vì nơi đó chôn cổ thiên đế. Ở cổ hoang chi địa này, vô số thế lực đều muốn có được thánh thành của ông ấy. Vì lấy được thánh thành cũng đồng nghĩa với việc có thể nhận được tuyền thừa của cổ đế có 102 này. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát rồi mới nói tiếp, ngoài Diệp tộc đệ nhất thế gia của cổ hoang hiện tại. Diệp Huyên hơi tò mò, Diệp tộc, đệ nhất thế gia. Tần Quan gật đầu, đây là một gia tộc lớn truyền kỳ, mỗi đời gần như đều có thiên tài siêu cấp đáng kinh ngạc xuất hiện. Từ xưa đến nay, bọn họ vẫn luôn là một sự tồn tại vô địch. Mãi đến khi cổ thiên đế xuất hiện mới có người chèn ép bọn họ. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu cười khẽ có một điều đáng nói là thế hệ đó, Diệp tộc cũng xuất hiện một yêu nghiệt siêu siêu cấp, Diệp đế, lúc còn sống, người này thật sự là tài năng hơn người. Tiếc rằng ông ta lại gặp cổ thiên đế cũng có tài năng hơn người như thế. Dù cổ thiên đế và Diệp đế không phải bạn bè, nhưng theo ta được biết, sau khi cổ thiên đế chết trận, Diệp đế đã xông vào vũ trụ thứ nguyên 9. Chiến đấu kịch liệt khoảng 100 năm, sau đó mang thi thể của cổ thiên đế về vũ trụ bình hành. Diệp Huyên trầm giọng nói, cổ thiên đế là bị người của vũ trụ thứ nguyên 9 giết chết ư. Tần Quan lắc đầu, ta không rõ tình hình cụ thể, nhưng có lẽ vô biên chủ biết. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, vô biên chủ. Tần Quan gật đầu, người này từng trải qua thời đại đó. Vì trong điều tra của ta, năm đó ông ta cũng từng đến vũ trụ thứ nguyên 9.
Diệp Huyên trầm giọng nói, tên ngốc kia cũng lợi hại đến thế à? Về biên chủ, Tần Quan liếc Diệp Huyên, ông ta rất lợi hại, người nghĩ thử xem toàn bộ vũ trụ thứ nguyên đều do chủ nhân của bút đại đạo cai quản, mà bây giờ chủ nhân của bút đại đạo lại không thể làm gì vô biên chủ. Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy hai người họ chính là một phe, sau đó muốn giết ta. Chỉ là ta không có chứng cứ. Tần Quan cười to, ta cũng cảm thấy thế. Diệp Huyên hơi tò mò, vô biên chủ lợi hại như thế, tại sao ông ta không thử xông pha vũ trụ thứ nguyên 9? Tần Quan nghiêm túc đáp, âm mưu của ông ta to lớn hơn. Diệp Huyên không hiểu, câu này của cô có ý gì? Tần Quan nói, cổ thiên đế chinh chiến ở vũ trụ thứ nguyên là vì giành lại danh dự cho vũ trụ này. Còn vô biên chủ, ông ta hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó. Cái ông ta muốn là làm thế nào để kết liễu vũ trụ này. Cho nên, mục tiêu của ông ta vẫn là ngươi. Thật ra từ năm đó ông ta đã muốn giết ngươi rồi, nhưng bị chủ nhân của bút đại đạo ngăn cản, cho nên mới có chuyện vũ trụ vô biên ngủ say đó. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao chủ nhân của bút đại đạo lại ngăn ông ta giết ta? Mà sau đó lại bảo ông ta đến giết ta? Tần Quan lắc đầu, không biết. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, hai tên chết tiệt không biết xấu hổ, hai người cũng bắt nạt một người trẻ tuổi như ta. Tần Quan cười to. Diệp Huyên lại nói, sau khi cổ thiên đế chết trận, Diệp đế còn sống không? Tần Quan lắc đầu, không biết. Sau khi Diệp đế đi đến vũ trụ thứ nguyên 9 mang thi thể cổ thiên đế về, ông ấy lập tức biến mất, cũng không ai nhìn thấy ông ấy nữa. Có người nói ông ấy bị thương nặng không thể cứu chữa nên bỏ mạng. Cũng có người nói ông ấy chỉ đang ngủ say. Còn có người nói ông ấy vẫn đang chinh chiến ở vũ trụ thứ nguyên, cụ thể thế nào, e rằng chỉ có cấp cao của Diệp tộc mới biết được. Diệp Huyên im lặng một lát rồi thở dài, đều là những nhân vật ghê gớm. Tần Quan gật đầu, đúng thế. Nói xong, nàng ta nhìn xung quanh rồi tiếp tục, cổ hoang này mới thật sự là sàn đấu lớn. Tiếp theo, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhiều thiên tài siêu cấp hơn, thậm chí là người có hào quang nhân vật chính giống như ngươi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không phải sợ. Nói xong, hắn nâng rượu trước mặt lên uống một ngụm, sau đó nói, ta có muội muội, dưới tam kiếm, gặp ai cũng có thể giết. Tần Quan. Quan Huyên Thành. Vì là một tòa thành bỏ hoang, cho nên muốn phát triển nó khá là phiền phức, vì mọi thứ trong thành đều phải thay đổi. Nhưng thực lực của Tần Quan thật sự rất đáng sợ, vì có truyền tống trận, cho nên chưa đến nửa ngày, nàng ta đã đưa mấy trăm nghìn người đến Quan Huyên Thành này. Sở dĩ nó tên Quan Huyên Thành là vì Tần Quan lười đặt tên. Mọi thứ chỉ cần đơn giản thôi là được. Về mặt này, nàng ta giống với Diệp Huyên. Đều lười. Diệp Huyên đứng trên tường thành nhìn dãy núi yêu thú phía xa, lúc người của Tần Quan bắt đầu xây tòa thành này, bên phía dãy núi yêu thú vẫn luôn nhìn chằm chằm bên phía họ, thỉnh thoảng còn có thần thức của cường giả thăm dò bên trong thành. Lúc này, Tần Quan đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn dãy núi yêu thú phía xa, cười nói, xem ra chúng ta phải đánh một trận rồi. Diệp Huyên gật đầu. Bọn họ là thế lực đến từ bên ngoài, muốn đặt chân ở nơi này đương nhiên là phải đánh một trận, không đánh nhau. Người khác sẽ không dễ dàng cho bọn họ đặt chân ở đây. Tần Quan nhẹ giọng nói, ta muốn đưa một vũ khí giết người cỡ to đến. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tần Quan, nàng ta nói tiếp, nơi này rất nguy hiểm, có lẽ tương lai còn có rất nhiều phiền phức, nhất định phải có vũ khí giết người cỡ lớn. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, còn lợi hại hơn cả thí thần trước kia ư? Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên im lặng. Ký ức của hắn với thí thần kia vẫn còn như mới, vì lúc trước, nó đã làm nổ tung đại sở giới. Tần Quan nhìn dãy núi yêu thú phía xa, nhẹ giọng nói, chúng ta muốn đứng vững ở nơi này cần có thực lực rất mạnh mẽ, đợi sau khi vững chân rồi, chúng ta sẽ đi đến bên trong cổ hoang, cũng chính là cổ hoang vực, nơi đó mới là khu vực trung tâm của cổ hoang, 10 thế lực siêu cấp đều ở đó. Diệp Huyên gật đầu, được. Lúc này... Chân trời phía xa đột nhiên rung động kịch liệt, một khắc sau, một hư ảnh yêu thú đáng sợ xuất hiện ở chân trời. Hư ảnh yêu thú đáng sợ này nhìn xuống Quan Huyên Thành với ánh mắt lạnh lẽo. Tần Quan cười nói, đến rồi. Diệp Huyên nhìn hư ảnh yêu thú kia với nét mặt bình tĩnh. Lúc này, yêu thú kia đột nhiên gào thét. Oanh! Trong nháy mắt,
một uy áp kinh khủng như sóng trào lao về phía Quan Huyên Thành. Ra tay rồi. Không hề nói câu nào. Diệp Huyên đứng trên tường thành ngẩng đầu nhìn hư ảnh yêu thú kia, hắn nhẹ nhàng nâng ngón cái. Vụt. Kiếm Thanh Huyên ra khỏi vỏ, chẳng mấy chốc đã chém về phía chân trời. Oanh. Yêu thú kia còn chưa kịp phản ứng đã bị xé thành mảnh vụn. Kiếm Thanh Huyên quay về vỏ, chỉ để lại một đường rách khổng lồ nơi chân trời. Diệp Huyên quay đầu cười nói với Tần Quan, giải quyết rồi. Tần Quan chớp mắt, không nói gì. Mà lúc này, một khí thế vô cùng mạnh mẽ đột nhiên phóng lên cao từ dãy núi yêu thú kia, chấn động đất trời. Mặt đất bắt đầu rung động. Diệp Huyên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía dãy núi yêu thú bằng ánh mắt nóng bỏng, một khắc sau, hắn ngự kiếm bay thẳng về phía dãy núi, một lúc lâu sau đó, dãy núi yêu thú đột nhiên đất rung núi chuyển. Sau mấy giây, một cái đầu yêu thú khổng lồ bay lên cao từ trong dãy núi. Diệp Huyên xuất hiện trên tường thành, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên mang theo máu tươi bay vào tay hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Quan, đã xong. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Tần Quan nhìn cái đầu yêu thú đầm đìa máu nơi chân trời xa xa, hơi nhếch môi, sau đó xoay người rời đi. Phát triển. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu bế quan tu luyện, còn Tần Quan thì phụ trách phát triển Quan Huyên Thành. Đây vốn là một tòa thành bỏ hoang, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Tần Quan đã khiến nó trở nên hoàn toàn mới. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền. Ngoài ra, không biết bên cạnh Tần Quan có thêm một nhóm người thần bí từ bao giờ, mỗi ngày những người này đều trở về từ bên ngoài, sau đó báo cáo gì đó với Tần Quan, hơn nữa nhóm người này còn ngày càng đông. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất. Tu luyện. Bây giờ hắn là phá tâm cảnh, có thể mượn lực lượng của vũ trụ thứ nguyên, ngoài ra, hắn còn có kiếm ý nhân gian, kiếm Thanh Huyên và huyết mạch chi lực. Điều này khiến hắn gần như là một tồn tại vô địch với những người cùng cấp bậc. Vì hắn khác những người còn lại, hắn có thể mượn lực lượng của vũ trụ thứ nguyên, hơn nữa còn nhiều hơn người bình thường gấp mấy lần. Kiếm Thanh Huyên càng không có gì để nói, hoàn toàn là một thần khí siêu cấp, hắn kết hợp với kiếm Thanh Huyên. Cũng không chỉ đơn giản là mạnh hơn một hai cấp bậc. Kiếm ý nhân gian cũng rất đáng sợ, mỗi ngày đều không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thật ra đáng sợ nhất vẫn là huyết mạch chi lực của hắn hiện tại. Bây giờ, hắn không chỉ có thể dùng máu làm kiếm, nếu thúc giục huyết mạch chi lực, chiến lực của hắn sẽ tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Có những yếu tố này, bây giờ hắn gần như là một tồn tại vô địch trong những người cùng cấp bậc, hơn nữa còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Đương nhiên hắn cũng không dám tự cao, nơi này là cổ hoang, ở nơi này có quá nhiều yêu nghiệt và thiên tài. Một ngày sau. Bên ngoài một ngày, nhưng trong tiểu tháp đã là 10 năm. Sau khi tu luyện 10 năm, Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp, hiện tại, dù cảnh giới của hắn không tăng lên, nhưng kiếm kỹ và thành tựu kiếm đạo thì đã nâng cao không ít. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, Diệp Huyên đi vào trong tinh không, hắn đâm ra một kiếm. Sau đó lẻn vào vũ trụ thứ nguyên. Sau khi lẻn vào vũ trụ thứ nguyên, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn cau mày, vì hắn chỉ có thể nhìn thấy một khung cảnh mơ hồ. Hắn cũng muốn thăm dò đến cùng, có nên thử không? Diệp Huyên hơi động lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 223.